Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Nam Mô Bích Thầy á, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con Nguyễn Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Thưa, hôm nay là ngày thứ hai, 10 Tây Tháng Giêng năm 2022 dương lịch, cũng là nhằm ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Nam Mô Bích Thầy, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka samayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyam bimayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama Tatiyam bhimayam phante tisarane nasaha athang gasaman nagatang uposathang yachama. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mệnh trao truyền quý giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh nè. Nam mô Tát A Pa Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng ứng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng ứng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Bụt Đà Hằng Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Bụt Đà Hằng Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyam bi Buddhang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bhikkhutang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Duti yam vi dhammam saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp. Duti yam vi dhammam saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Duti yam vi sanghaṃ saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Duti yam bi sanghaṃ saranam, thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tati yam bi buddhaṃ saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tati yam bi buddhaṃ saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tati yam bi dhammaṃ saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tati yam bi dhammaṃ saranaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp. Tati yam bi sanghaṃ saranaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tati yam bi sanghaṃ saranaṃ gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Bà na tu ha ta vệ ra ma ni sikh kha ba đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Bà na ti pa ta nguyện cha ma ni sikha pa tang samma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana veram ni sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musāvādā veramani sikha padang samādhiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musāvādā veramani sikha padang samādhiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamachappamma dathana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame shachan machapama tathana we tamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikara vujana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikara vujana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacca gita wa dita visu kadasana ma la gantha vidhe bhatana mandana vi phu sana thana vera mani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacca gita wa dita visu kadasana mana gan thawile panatha chana man dana vifu sanatana we jamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Okya sijana maha sijana veramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang uthapang nyatang upo satang imang charatin imang chadivasang samadeva afirakitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện uống bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani upposa siva sena iman jaratan iman jidivasang sa tukang katwa apamadena samma rakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tan yan ti, si lê na phô ga sa ma ra, si lê na ni pu tan yan ti, ta sa ma si lang vi so dha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là tạng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Vì y Pháp bảo chánh chân,
nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, giao năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong pháp bảo đức lành từ dung. Thân là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật đạt thành thân duyên, gieo năm gốc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhatu sabbe devata sabba bhutana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhatu sabbe devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhatu sabbe devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả pháp ân có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thành lợi đừng thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Và con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Hải Ngọc. Dạ, cảm ơn Phong Lan. Cảm ơn Hoàng Việt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Thâm Má trên mạng Internet qua bao thóp, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Madrid từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học Phật học cơ bản, phần 1 Đức Phật. Bài 20 Con nhà tâm, phần 3 do Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn và giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đang tiếp tục loạt bài nói về Đức Phật. Thực ra thì khi mà chúng ta nói về Đức Phật không phải chỉ đề cập thẳng vào đời sống của Ngài, mà một ở trong những lĩnh vực mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm để có thể cảm nhận được cái ảnh hưởng tích cực của lời Phật dạy là qua những đệ tử, qua những mảnh đời. Mà những mảnh đời đó đó đôi khi khiến cho chúng ta tìm được những cái ý nghĩa về Phật Pháp rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy thưa quý vị, sau loạt bài nói về
những cái phương tiện hoằng hóa của Đức Phật cả, hóa với nhiều phương tiện, thì ta đã đi qua cái chúng ta đang đi qua cái loạt bài nói về những đệ tử Phật. Mà ở đây chúng tôi tạm dùng cái một câu thanh ngữ, người ta nói con nhà tông không giống lành lông giống, không giống lông cũng giống cánh. Ý nói rằng mặc dù chúng ta không có được tốt hoàn toàn như là Đức Phật và các con thân kính nên cung thỉnh thường tọa giác đặng tâm mít trở lại ạ. Dạ con kính nhân mít đến sư. Thưa quý vị, nãy giờ chúng tôi dẫn nhập quý vị có nghe được. Nhưng mà phần đầu chúng tôi nói quý vị có nghe được một chút hả? Chị Vân. Chúng tôi xin nói lại đó là chúng ta đang học về cuộc đời của những đệ tử Phật. Và qua đó chúng ta thấy rằng cuộc sống nó vốn không toàn hảo. Và ngay cả những người đi trên đường đạo đạt đến đích điểm giác ngộ giải thoát cuối cùng thì cuộc sống vẫn chứa đầy những cái nốt cao, nốt thấp. Chứa đầy những cái hình ảnh tương phản nhau, nhưng mà qua đó chúng ta học được rất là nhiều điều, bởi vì cuộc đời của những vị này là những mảnh đời mà rất gần với cuộc sống của chúng ta. Bây giờ mời quý vị đọc cho phần bài viết và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với bài học ngày hôm nay. Xin mời cô Lê Quỳnh. Và sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và con tri ân sư và thích đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con xin được phép đọc bài chánh pháp ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay, bài 20, con nhà tâm, phần 3. Đức Thế Tôn ra đời mang ánh sáng giác ngộ giải thoát đến muôn loài chúng sanh. Những đệ tử đã lãnh hội và thành tựu được sự chuyển hóa kỳ diệu, có thể nói là vô số. Trong những vị này đã có nhiều thể hiện cho thấy sự trưởng thành thực sự trong giáo pháp và góp phần hoằng hóa lợi sanh. Mặc dù khả năng hữu hạn so với bậc đạo sư, nhưng con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh. Những giai thoại về các đệ tử Phật cho thấy sự vô ý khi tuyên thuyết chánh pháp, hiệu năng khai thị dù người thuyết giáo xuất thân tầm thường. Tất cả đã ghi lại một thời hoàng kim của chánh pháp khi giá trị của chân lý vượt qua tất cả hạng cuộc của giai cấp, giới tính, giàu nghèo. Hiểu biết về các đệ tử cũng là sự cảm nhận tánh cách cao cả về sự ra đời của một bậc chánh đẳng giác. Lặng hụp giữa cuộc trầm luân, có những người dù đã có duyên may tiếp xúc với ánh sáng Phật Pháp nhưng vẫn thối thất. Nhưng không có nghĩa vì vậy mà những gì đã học đã tu hoàn toàn vô bổ. Hạt giống lành tưởng như đã chết, khi có được điều kiện thích hợp thì đâm chồi nảy tược. Không ít những câu chuyện về một số người thời Đức Thế Tôn còn tại thế có đôi lần trồi sụp trước khi thành tựu tuệ giác. Một vị tỳ kheo học trò của ngài Mahakassapa vì phiền não nhất thời đã bỏ cuộc tu trở thành cư sĩ rồi lại vương vào lao lý. Nhưng nhờ duyên lành đã tìm được ánh sáng tuệ giác
cho sự khai thị của Đức Phật. Câu chuyện cho thấy khả tính giác ngộ có thể bừng khai nếu đủ duyên, đủ phước. Câu chuyện thầy tỳ kheo bỏ đạo ghi lại trong kinh Pháp Cú. Được thoát khỏi buộc ràng. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Tinh Xá Trúc Lâm, liên quan đến một thầy tỳ kheo hoàn tục. Thầy tỳ kheo kia vốn là đồ đệ trưởng lão Đại Ca Diếp, tuy đã đạt tứ thiền, nhưng một hôm đến chơi nhà ông chú làm thợ vàng, trông thấy nhiều đồ trang sức đẹp mắt, thầy sanh lòng tham luyến bèn hoàn tục. Thầy lại làm biếng chẳng chịu bó tay vào việc. Thầy lại làm biếng chẳng chịu bó tay vào việc gì nên bị đuổi ra khỏi nhà. Từ đấy thầy kết bạn với kẻ xấu chuyên sống bằng nghề cướp bóc. Một hôm người ta bắt thầy trói chặt hai tay sau lưng, mang đi hành hình. Trên đường cứ gặp mỗi ngã tư lại dùng roi da đánh đập thầy. Trưởng lão Đại Ca Diếp vào thành khất thực, thấy thầy tỳ kheo bỏ đạo bị dẫn ra cửa nam, liền làm cho dây trói lỏng đi và bảo thầy. Ông Hải quán tự lại đề mục định như đã từng làm. Vâng lời dạy, thầy tỳ kheo bắt đầu thiền định và nhập tứ thiền. Tính áp tải đưa thầy đến chỗ hành hình bảo: bọn ta sẽ cho ngươi chết, rồi chúng nung đỏ trong sắc lên. Nhưng tên cướp chẳng hề lo sợ mãi mai. Lính sự tội vây tứ phía, đưa cao gươm giáo lau phóng sáng lòa. Thấy tên cướp không có tỏ dấu sợ hãi chi cả, chúng phải kêu: thưa các ngài, hãy nhìn người này xem. Đứng giữa trong người lăm lăm vũ khí, ông ta chẳng run chẳng sợ, thật là điều lạ lùng. Quá kinh ngạc và thán phục, chúng reo hò ầm ĩ. Rồi định đâu lên vua, nghe hết chuyện vua phán: hãy thả người ấy ra. Họ đến bạch Phật câu chuyện, phóng hào quang phân thân đến pháp trường nói kệ. Kệ câu 344: lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng, lại chạy theo ràng buộc. Nghe pháp âm màu nhiệm, thầy tỳ kheo bỏ đạo đang nằm trên màn trong, lính vây quanh kính đặt, liền quán tưởng đề mục sanh tử, quán tam pháp ấn, thấu rõ ngã không và đặt quả dự luôn. Trong niềm an lạc của đạo quả vừa đắc, thầy bay lên không đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài ngay giữa chúng hội, trong đó có cả nhà vua. Thầy đặt quả A La Hán. Trích câu chuyện kinh Pháp Cú bản dịch của Tu Viện Huyên Chiến. Tình yêu và đạo cả. Tình yêu giữa cuộc trầm luân thường tạo nhiều hệ lụy, nhưng vẫn có những cuộc tình rất đẹp nhờ chất liệu của thiện pháp. Trong dòng sanh tử, nếu yêu thương chân thành và trợ duyên cho nhau đúng theo lẽ đạo, thì chẳng những tìm được hạnh phúc trần gian mà còn hỗ trợ cho nhau trên đường dẫn đến giác ngộ giải thoát. Đây là một trong những khía cạnh rất tế nhị trong cuộc sống. Hai vợ chồng Anulamata và Nakulabita là những người có trình độ về Phật pháp, thể hiện sự yêu thương rất đạo vị. Tình yêu của họ được đặt trên lòng chân thành, nghĩ về sự lợi lạc thật sự cho nhau trong nhiều kiếp luân hồi. Họ đã giải được bài toán khó mà làm cho thế nào yêu thương mà không ích kỷ, hơn thế nữa là trợ duyên cho nhau để tinh tiến trên đường đạo.
Bài kinh sau đây ghi lại cuộc tình luân hồi thì vẫn có nhau, yêu thương đến lúc bạc đầu vẫn thương. 616 cha mẹ của Nakula. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Hát Giá tại núi Cá Sấu rừng Phê Saka La, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ gia chủ cha của Nakula bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi nữ gia chủ mẹ của Nakula nói với cha của Nakula như sau: Thưa gia chủ, chớ có mạng chung với tâm không còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ, đau khổ là người khi bệnh, khi mạng chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn vỡ trách người khi bệnh, khi mạng chung còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ. Nữ gia chủ mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Thưa gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, tôi khéo léo dệt vải và chải lông cừu. Thưa gia chủ, sau khi gia chủ mệnh chung, tôi có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Đau khổ này gia chủ là người khi mệnh chung tâm không còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn vỡ trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ mẹ cũ Nakula, sau khi ta mệnh chung sẽ đi đến một gia đình khác. Thưa gia chủ, chớ suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ cũng đã biết, trong 16 năm chúng ta sống làm người gia chủ, tôi đã sống thực hành phẩm hạnh như thế nào. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Đau khổ, thưa gia chủ, là người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn vỡ trách người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung sẽ không còn muốn ý kiến Thế Tôn, sẽ không còn muốn ý kiến chúng tăng. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Sau khi gia chủ mệnh chung, tôi sẽ muốn ý kiến Thế Tôn nhiều hơn, sẽ muốn ý kiến chúng tăng nhiều hơn. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến đau khổ. Này gia chủ, là người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn vỡ trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung sẽ không giữ giới một cách đầy đủ. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, cho đến khi nào các nữ đệ tử của gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn còn giữ giới luật một cách đầy đủ, tôi là một trong những người ấy. Nếu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Phát Giá tại núi Cá Sấu rừng Phê Sát Cà Lá vườn Lộc Uyển. Người ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Đau khổ, thưa gia, là người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn vỡ trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ mẹ của Nakula không có chứng được nội tâm tịnh chỉ. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, cho đến khi nào các nữ đệ tử của gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn còn chứng được nội tâm tịnh chỉ, tôi sẽ là một trong những vị ấy. Nếu ai có nghi ngờ
hay phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Phát Giá tại núi Cá Sấu rừng Phê Sắc Cà Lá, vườn Lộc Uyển. Người ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi: do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Đau khổ, thưa gia chủ, là người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn vỡ trách: người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau: nữ gia chủ, mẹ của Nakula, trong pháp và lực này không đạt được thể nhập, không đạt được an trú, không đạt được thoải mái, không vượt khỏi nghi hoặc, không rời được do dự, không đạt được vô ý, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy Đức Bổn Sư. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, cho đến khi nào các nữ đệ tử của gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn, trong pháp và luật này được thể nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô ý, không phải nhờ người khác sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư, tôi sẽ là một trong những người ấy. Nếu có ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Phát Giá tại núi Cá Sấu rừng Phê Sát Ca Lá, vườn Lộc Uyển, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi: do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Đau khổ, thưa gia chủ, là người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn vỡ trách: người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của Nakula giáo giới với lời giáo giới này. Bệnh hoạn liền khi ấy được khinh nan, và gia chủ cha của Nakula thoát khỏi bệnh ấy. Đoạn được đoạn tận như vậy là bệnh ấy của gia chủ cha của Nakula. Rồi gia chủ cha của Nakula được lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, chống gậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ cha của Nakula đang ngồi xuống một bên: thật lợi ích thay cho ông. Này gia chủ, thật khéo ích thay cho ông. Này gia chủ, được nữ gia chủ, mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, đã giáo giới, đã khuyên dạy ông. Cho đến khi nào, này gia chủ, ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng gìn giữ giới luật viên mãn. Nữ gia chủ mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Cho đến khi nào, này gia chủ, ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng chứng được nội tâm tịnh chỉ. Nữ gia chủ mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Cho đến khi nào, này gia chủ, ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng, trong pháp và luật này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được giải, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô ý, không còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy Đức Bổn Sư. Nữ gia chủ mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Thật lợi ích thay cho ông. Này gia chủ, thật khéo lợi ích thay cho ông. Này gia chủ, được nữ gia chủ mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, đã giáo giới, đã khuyên dạy ông. Tăng Chi Bộ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một lòng thanh thản giữa những họa phúc trong đời. Chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp, bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thế gian thường quan niệm người này có phước, người kia vô phước. Kỳ thật thì đa phần cuộc sống là sự pha trộn của cả hai nghiệp tốt và xấu từ quá khứ. Hiểu được
Này bậc thức giác giả, sống với cõi lòng thanh thản đối với vui khổ, khen chê, đặng thất, vinh nhục của Bimsisara là một minh quân hiền đức, nhưng do nghiệp quá khứ bị chính đứa con trai yêu quý của mình nghe lời người xấu mà giết cha đoạt ngôi. Người cha bất hạnh ấy không thù oán con mình, mà cũng không sống trong đau khổ dù chịu nhiều hành hạ trong lao tù. Điểm căn bản là hiểu và sống với đạo, thái độ của một người tự hiểu Phật pháp đối với khổ nạn trong đời rất khác với phàm tình. Câu chuyện vị vua nhân từ xoán ngôi. Mặc dù rất mực minh quân và có tâm đạo nhiệt thành, vua Bimbisara Bình Sa Vương phải chịu quả xấu của tiền nghiệp, chết một cách thê lương, ảm đạm và vô cùng đau đớn. Hoàng tử Ajatasattu A Xà Thế bị Đề Bà Đạt Đa xúi dục âm mưu sát hại vua cha Bimbisara Bình Sa Vương để chiếm ngôi, nhưng công việc bại lộ, Ajatasattu bị bắt quả tang và người cha đầy lòng bi mẫn không đành xử phạt xứng đáng như quần thần sinh, mà còn nhường ngôi vàng cho hoàng tử vì thấy con thèm muốn làm vua. Để trả ơn vì hoàng tử bất hiếu, vừa lên ngôi liền hạ ngục cha và ra lệnh bỏ đói chết dần. Chỉ một mình hoàng thái hậu được phép vào thăm. Mỗi khi đi, bà giấu đồ ăn trong túi áo đem cho chồng. A Xà Thế hay được vợ trách mẹ, sao lại bà giấu trong đầu tóc. A Xà Thế cũng biết được. Cùng đường, bà tắm rửa sạch sẽ rồi thoa vào mình một thứ đồ ăn làm bằng mật ong, đường và sữa. Vua gọt lấy món ăn này để nuôi sống, nhưng Ajatasattu A Xà Thế cũng bắt được và cấm hẳn mẹ không cho vào thăm vua cha nữa. Lúc ấy Bimbisara Bình Sa Vương cam chịu đói, nhưng lòng không oán trách con. Ngài đã đắc quả Tu Đà Hoàn nên thản nhiên cố gắng đi lên đi xuống kinh hành, chứng nghiệm hạnh phúc tinh thần, thấy cha vẫn vui cười. Ajatasattu A Xà Thế nhất định giết cho khuất mắt, nên hạ lệnh cho người thợ cạo tóc vào khám, lấy dao bén gọt gót chân vua cha, sát dầu và muối rồi hơ trên lửa nóng cho đến chết. Khi người cha bất hạnh thấy thợ cạo đến mình thì mừng thầm ngỡ rằng con mình đã ăn năn hối cải, cho người đến cạo râu tóc để rước về. Trái với sự ước mong của ngài, anh thợ cạo tóc đến chỉ để thi hành lệnh giả mang của vua A Xà Thế một cách tàn nhẫn, đem lại cho ngài một cái chết vô cùng thê thảm. Cùng ngày ấy, vợ Ajatasattu A Xà Thế hạ sanh một hoàng nam. Tin lành đến cũng lúc với tin vua cha Bimbisara Bình Sa Vương băng hà trong ngục thất. Tin chánh hậu hạ sanh hoàng nam được đọc trước, nỗi vui mừng của A Xà Thế không sao kể xiết. Cả người cảm nghe nhẹ nhàng vui xuống, tình thương của một người cha lần đầu tiên chớm nở trong lòng, mặn nồng sâu sắc thấm vô từng khớp xương ống tủy. Đứa con đầu lòng là một nguồn yêu thương, là cơ hội để cha mẹ thưởng thức một tình tôn giáo mới mẻ đậm đà vô cùng trong sạch. Cảm giác đầu tiên của người mới được đứa con đầu lòng dường như đưa họ vào một cảnh giới kỳ lạ, khiến họ có cảm tưởng rằng máu huyết mình đã nhỏ giọt ra để nối tiếp mình. Tức khắc, Ajatasattu vội vã chạy đi tìm người mẹ yêu dấu mà hỏi: "Thưa mẫu hậu, khi con còn nhỏ, phụ hoàng có thương con không?" "Tại sao con hỏi lạ vậy?" "Mẹ tưởng trên thế gian này
không tìm đâu ra người cha lành như cha con. Để mẹ thuật cho con nghe, lúc mẹ còn mang con trong lòng. Ngày nọ, mẹ nghe thèm lạ lùng, một món kỳ lạ. Mẹ thèm nút vài giọt máu trong bàn tay mặt của cha con. Mà nào mẹ dám nói ra. Rồi càng ngày mẹ càng xanh xao và sau cùng phải thú thật, thú nhận với cha con. Khi nghe vậy, cha con vui vẻ lấy dao cắt tay cho mẹ hút máu. Lúc ấy các nhà tiên tri trong triều tiên tri rằng con sẽ là người thù của cha con. Do đó tên con là Achatasattu, có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. Mẹ có ý định giết con ngay trong lòng, nhưng cha con không cho. Khi sanh con ra, mẹ nhớ đến lời tiên tri nên một lần nữa muốn giết con. Một lần nữa cha con ngăn cản mẹ. Một hôm con có cái nhọt trên đầu ngón tay, nhức nhối vô cùng, khóc suốt ngày đêm, không ai dỗ được. Cha con đang cùng bá quan phân xử việc triều đình. Nghe vậy trầm lòng không đặng bế con trong lòng, và không ngần ngại ngậm ngón tay của con trong miệng, nhẹ nhẹ nút cho con đỡ đau. Gợt thay cái nhọt bởi máu mủ tuôn ra trong miệng cha con, và sợ lấy tay con sẽ nghe đau, cha con nuốt luôn vào bụng cả mủ lẫn máu. Phải, người cha hết lòng thương yêu con, vì tình phụ tử đậm đà, nhẹ nhẹ nuốt hết vừa máu và vừa mủ. Nghe nói đến đó, vua Achatasattu bỗng dưng đứng phát dậy, kêu lên như điên: "Hãy chạy mau, thả ra lập tức người cha yêu quý của trẫm." Than ôi, người cha yêu quý ấy đã ra người thiên cổ. Tin thứ nhì được trao đến tận tai vua Achatasattu. Vua xúc động, rơi lệ dầm dề. Bây giờ ông mới nhận định rằng chỉ khi bắt đầu làm cha mới biết được tình cha thương con như thế nào. Vua Bimbisara Bình Sa Vương băng hà và tức khắc tái sanh vào cảnh trời cha Tâm Ma Na Ra Chí Cá tứ đại thiên vương, tên là Cha Na Wat Sap Wat Sa Phá. Về sau vua Achatasattu A Xà Thế được gặp Đức Phật, trở nên một thiện tính lỗi lạc và tạo nhiều công đức trong cuộc kết tập tam tạng lần đầu tiên. Trích Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada. Bản dịch Việt của Phạm Kim Khánh: Chúng con thành đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến Ngài. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bổn Thầy Giác. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thật ra thì ba câu chuyện hôm nay đó lẽ ra thì nằm ở trong loạt bài mà ba tuần nữa chúng tôi mới giảng tới. Tuy nhiên, một cái ý nghĩ khởi lên trong lòng chúng tôi là ba câu chuyện này nó đều chứa đựng những bi kịch. Và ba tuần nữa thì là đầu năm Nhâm Dần, đầu năm đầu tháng mà nói những chuyện buồn thì cái dự hiện không thích hợp lắm. Do vậy chúng tôi lựa chọn ba bộ chuyện này về những đề tiếng Phật để giảng trước. Và Tết này thì đầu năm chúng ta nghe những câu chuyện rất đẹp, rất hoan hỷ, cho nó thích hợp. Mặc dù cái chuyện vui buồn hên xui là cái chuyện của trần gian, nhưng mà rồi đôi khi chúng ta cũng sống tùy thời, sống tùy thời tùy cái văn hóa. Quý vị, trong ba câu chuyện này đó đều là những điển cố mà mang nhiều cái tình tiết rất là phức tạp và đôi khi khó hiểu, khó có chấp nhận.
đối với phần đông chúng ta. Chúng tôi cũng xin thưa trước là chúng tôi muốn giới thiệu quý vị một vài cái dịch phẩm để đọc, do đó chúng tôi trích thẳng từ trong những tác phẩm này. Nhưng mà trong mỗi tác phẩm thì có một vài chữ mà chúng tôi không có ưng ý lắm. Thí dụ như trong câu chuyện đầu tiên nói về một tỳ kheo bỏ tu hoàn tục, rồi sau đó ra đời trở thành một người ăn trộm ăn cướp rồi bị bắt. Nhưng mà trong câu chuyện của tu viện Viên Chiếu thì cứ dùng cái chữ thầy tỳ kheo ra nghe nó cũng hơi kỳ, và quý vị nên hiểu rằng lúc đó không phải là bị tỳ kheo nữa, mà lúc đó là người đã xả giới hoàn tục rồi. Thì thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên để chúng ta có thể hiểu đó, thì chúng ta nên nói sơ một chút về bảy hạng người đời này mà được Đức Phật kể ví dụ như là những người đang sống giữa trùng khơi, có người lặn xuống và không giờ trồi lên, có những người lặn xuống rồi trồi lên, rồi có những người lặn xuống trồi lên rồi đứng đó, và cũng có những người lặn xuống trồi lên rồi bơi, rồi cũng có những người bơi được đến bờ kia, có những người lên trên hòn đảo để tìm một cứ điểm an toàn. Thì chúng ta nói về ở trong đời này có những người, chúng ta biết cuộc cầm luân là hợp lặn, nhưng mà có những người lặn xuống không có trồi lên, tức là những người mà rơi vào ở trong cái hệ lụy của trần gian, thì những người đó là mãi mãi đắm chìm trong đó. Cũng có những người ở trong sự ngục lặng á, thì lại trồi lên được, nhưng mà trồi lên một lúc rồi lại lặn xuống. Có nghĩa là có những người đã tiếp xúc được với ánh sáng Phật pháp và có được một đời sống tốt đẹp một thời gian, nhưng mà rồi nản lòng, thối chí, thối thất, rồi trở lại đời sống hệ lụy như ngày xưa. Nhưng mà không phải là những ai thối chí là đi luôn, cũng có những người thối chí rồi lại trở về, là trở lại con đường đạo. Như chúng ta nghe là có một vị tỳ kheo đệ tử ngài Xá Lợi Phất, vốn là người đi ăn xin, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất thấy người đó còn khỏe và có tâm bi mẫn, ngài đã khuyến khích người đó đi xuất gia. Mà trường hợp vị đó đã bảy lần xuất gia rồi hoàn tục như vậy, mà cuối cùng thì thưa quý vị, vị này lại tìm thấy được ánh sáng chân thực. Như vậy thì ở trong cuộc đời này, nói về con đường hướng thượng và hướng thiện đó, không phải ai cũng đi một mạch là đến nơi đến chốn. Có những lần có những người mà đi thẳng một mạch sau khi tiếp xúc được với ánh sáng của Phật pháp, nhưng mà cũng có những lần có những người mà 5 lần 7 lượt trồi lên lặn xuống, chúng ta gọi là hụp lặn. Không biết là quý Phật tử có vị nào mà sống ở vùng sông nước, khi mình đi tắm có khi gọi là hụp lặn. Hụp lặn có nghĩa là lặn xuống rồi trồi lên, hít thở vào rồi lặn xuống rồi lên, gọi là hụp lặn. Thì chuyện cũng xảy ra, và không phải là ít mà xảy rất nhiều. Và thông thường thì chúng ta chỉ cười, thông thường là chúng ta mỉa mai, đôi khi chúng ta chê trách mấy người đó mà tu, mà nghĩa là lặn hụp như vậy mà tu cái gì, hay là khi vô khi ra tu cái gì. Thật ra thì ở Việt Nam thì chúng tôi ít thấy, nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi có thời gian ở bên Thái Lan á, và đôi khi chúng tôi sang bên Miến Điện, Tích Lan thì ít, nhưng Miến Điện và Thái Lan thì nhiều. Có những người vào trong chùa tu rồi ra đi lính rồi sang trở về vào chùa tu, mà làm tới làm lui như vậy 5-7 lần, cuối cùng á thì quyết định tu luôn. Và những vị này
khi mà chúng tôi hỏi thì các vị nói là do cái sự không có kiên định, hay là do nhiều lý do. Nhưng mà rồi cuối cùng khi mà các vị trở vào tu thì tu rất là tốt, chứ không phải là hoàn toàn xấu. Vì vậy ở các quốc gia Phật giáo đó, người ta không có nhìn người khác là sự thất bại khi mà người đó vào chùa tu nhiều lần rồi lại hoàn tục, mà người ta nghĩ rằng những người đó có cái căn duyên riêng. Thì trong câu chuyện này là một câu chuyện lấy từ trong Kinh Pháp Cú. Nếu quý vị nào đọc tích truyện Kinh Pháp Cú thì quý vị sẽ thấy câu chuyện này. Mà đặc biệt trong câu chuyện thì không có nhắc đến tên của vị tỳ kheo đó, mà chỉ nói là một đệ tử của Ngài Maha Kassapa, tức là Ngài Ca Diếp, Ngài Đại Ca Diếp. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy là đi xuất gia với Ngài Ca Diếp, được Ngài Ca Diếp hướng dẫn và tu tập chứng đến tứ thiền, tức là một tầng thiền rất cao, thưa quý vị, đến thực rất cao. Nhưng rồi một hôm đi đến trai tăng nhận sự cúng dường ở tại một cái nhà người thợ kim hoàn. Thì thưa quý vị, ở đây là một điều tương đối rất là khó hiểu, là một cái người tu mà bình thường á, mà thấy vàng bạc châu báu mà thích á, thì đã là kỳ rồi. Nhưng mà chuyện đó cũng không có gì đáng nói. Cái này ở đây là một vị đã chứng thiền rồi, đã tìm thấy được cái gọi là hạnh phúc của xã niệm thanh tịnh rồi, nhưng mà thấy vàng bạc thì vẫn đam mê. Tại lý do đó là vị này có một cái tập khí, chúng ta gọi là có một cái thói quen từ rất nhiều đời nhiều kiếp làm thợ kim hoàn, và luôn luôn đặc biệt rất là yêu thích những quý kim quý thạch. Điều này rất là khó nói, thưa quý vị, rất khó nói. Có nhiều khi đó người ta bị lụy vì một cái gì đó không phải là do sự yêu thích nhất thời, mà là do cái mà Đạo Phật gọi là thường thân y duyên, tức là một cái tập khí nó vốn chứa rất là nhiều đời nhiều kiếp, mà cái đó chúng ta không biết. Bởi vì ở trong cuộc đời này chúng ta thấy có những người họ lụy vì cái gì đó, ví dụ như họ đam mê máy móc, họ đam mê bóng sắc, hay họ đam mê ăn uống v.v. Nhiều lúc chúng ta phê bình, nhưng mà chúng ta đừng quên một điều rằng có rất nhiều người họ bị những cái tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp, và cái này đó đôi khi nó trạng lại và nó trở thành một cái ngã rẽ rất là lớn trong cuộc đời mà chúng ta không ngờ được. Chúng ta tưởng tượng là một vị tỳ kheo xuất gia với một bậc đại thánh như là Ngài Maha Kassapa, tu thiền chứng đến tứ thiền, vậy mà khi mà thấy vàng bạc châu báu đó thì tự nhiên cái bản năng, chúng ta gọi là bản năng là ngôn ngữ của ngày nay, nhưng ngày xưa chúng ta nói gọi là cái thường thân y duyên, tức là cái thói quen từ nhiều cái tập khí nhiều đời quá khứ đó, nó trạng lại và vị này hoàn tục. Thế nhưng hoàn tục rồi mà còn xin vào để làm việc ở trong cái tiệm kim hoàng đó vì cái sự đam mê đó. Nhưng mà rồi do vị này vốn đi tu rồi và lại không phải người siêng năng làm, nên một thời gian bị đuổi việc. Đuổi việc thì tay trắng, và làm gì? Thì để có được vàng bạc thì với cái sức khỏe của mình, thì vị này lại gia nhập vào trong nhóm thổ phỉ đi làm cái việc gọi là trộm cướp. Để quý vị thấy không? Từ một cái đời sống một vị tỳ kheo được giáo dục bởi một bậc thánh như Ngài Ca Diếp, rồi đại chứng thiền nữa, mà cũng có những cái đam mê vàng bạc, khi mà không có được thì lại gia nhập với những người thổ phỉ, những người xấu, và trở thành một người đầu trộm đưa cướp, cuối cùng để bị bắt. Và lúc bây giờ ở trong xứ Ma Đà đó, người ta ra những cái hình phạt rất là nặng nề cho những người trộm cướp, đó là phạt trọng hình và xử tử, để làm sao cho những cái người trộm cướp đó là sợ không có làm cái đó nữa. Thì ngay lúc mà vị này bị giải đi đó, thì tôn giả Maha Kassapa, Ngài đi khất thực ngang, và Ngài đi gần đến đó, Ngài bằng cái tâm bi mẫn đã nhắc nhở cái vị tù nhân, cái người tù nhân này, chúng ta gọi là tội nhân, là tội nhân này, tội nhân mà lại sắp đem ra tử hình đó,
là nên tìm lại cái định tâm mà vị này đã có trước kia khi còn là một vị tỳ kheo. Thì thưa quý vị, vị này giải từ cái nhà lao này sang nhà lao khác. Và khi mà giải đến nhà lao khác á, là cái chỗ đó là cái chỗ chuẩn bị để hành trình, tức là chuẩn bị bị đem ra pháp trường để mình siêu cảm. Thì đến một nhà lao khác á, người ta bắt vị này nằm ở trong một cái căn phòng mà ở trong cái giường là trong, tức là gai nhọn á. Dạ, không nằm thì không được, người phải nằm, nhưng mà nằm xuống thì gai đâm vào trong người, chỗ nào cũng có gai nhọn hết, nằm trên bàn trong. Nhưng mà nhớ lời của ngài Mahakasapa thì vị này lại ngồi dậy và hướng vào trong nội tâm của mình, tìm lại cái đề mục định. Và lúc đó vị là chứng thiện, chứng đắc tứ thiện và có thần thông. Thì thưa quý vị, sự an nhiên của vị này, sự chứng đắc thiền định của vị này ở trong tù ngục đó, đã làm cho binh sĩ đó cảm thấy kinh ngạc. Và những người này về đã trình lại với nhà vua. Thì thưa quý vị, câu chuyện sau đó chúng ta biết rằng vị này sau khi chứng thiền đã bay đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và tại đó có sự hiện diện của nhà vua. Vị này đã đảnh lễ Đức Phật và Đức Phật ngài dạy câu kinh Pháp Cú. Câu kinh Pháp Cú mà chúng ta được nghe đó là một câu là những câu kinh Pháp Cú còn được ghi lại ở trong 423 kệ ngôn cho đến ngày nay. Và câu chuyện này là một câu chuyện truyền đời. Ở trong câu chuyện đó, đó là câu kinh Pháp Cú số 344. Lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng, lại chạy theo ràng buộc. Đức Phật ngài thấy vị tỳ kheo thấy tội nhân mà đã chứng thiền và đến đảnh lễ ngài đó, thì ngài nói lên một cái sự trạng. Một sự trạng đó là những cái người đã lìa rừng rồi lại trở lại rừng, rồi thoát rừng rồi chạy theo rừng. Và ở trong cái bài kệ này thiếu, thưa quý vị, lìa rừng lại hướng rừng, rồi vào rừng lại thoát rừng. Và là rừng thoát rừng tức là đi ra rồi đi vào rồi đi ra. Giống như chúng ta nghe câu thơ vui, ta nói là vân tiên của mẹ chạy ra, đúng vậy. Cũng nhà của mẹ chạy vô gì đó. Chạy vô chạy ra hoài, thì câu chuyện nó như vậy. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài dạy rằng một cái người lìa rừng á, thì lại trở lại rừng, rồi trở lại rừng lại thoát rừng. Và cái người mà thoát rừng như vậy được xem là người thoát khỏi buộc ràng. Thì thưa quý vị, khi mà vị này nghe Đức Phật dạy điều này thì từ cái sự chứng đắc của thiền chỉ đó, thì vị này khai triển cái tuệ quán, nhìn thấy nguyên cả sống này, cuộc sống của mình và cuộc sống của chúng sanh đó, đúng là rừng. Và trong cái cuộc sống mà giống như rừng đó đó, cái chuyện mà đi ra đi vào, cái chuyện mà vượt thoát đó, nó lại là một cái tiêu chí mà con người đi nghĩ đến. Và từ chỗ đó thì đã khai triển tuệ quán và chứng đắc của A-la-hán và trước mặt Đức Thế Tôn ở giữa hội chúng, và trong hội chúng đó có cả nhà vua đó. Câu chuyện này nhắc cho chúng ta thấy một cái bản chất vốn rất là tự nhiên của chúng sinh trong cuộc đời, đó là hợp đặc. Chúng ta lặn xuống trồi lên, trồi lên rồi lặn xuống. Một người mà lặn xuống trồi lên và có thể không đứng một chỗ mà có thể lội qua bờ, tiếp tục lội hướng đến một hải đảo và đến được bờ bên kia để lên bờ bến an toàn, thì đó là người đã cái hành trình của một vị A-la-hán, hoàn tất hành trình của một vị tu tập. Mà chúng ta không thể dùng một giai đoạn, dùng một cái mảng đời mà đánh giá con người được. Cuộc sống thì nó có nhiều cái thăng trầm, cuộc sống thì vốn có nhiều cái trồi sụp. Và những cái trồi sụp này giữa cuộc trầm luân thì đúng là sự lặng hụt.
Câu chuyện này gợi nhắc cho chúng ta thấy một việc là trong hành trình tu tập đó, có khi chúng ta tiến, có khi chúng ta dậm chân một chỗ và có khi chúng ta thối thất. Nhưng mà đừng vì sự thối thất mà chúng ta bỏ cuộc. Và có một cái đặc điểm ở trong đời sống, thưa quý vị, đó là những cái chủng tử hay là những hạt giống lành, nhiều khi nó đi vào trong cuộc sống của mình, được gieo xuống, được tạo nên mà chúng ta không có hay. Ở tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông đó, thì người ta thường có một chữ mà ta nói đến rất nhiều, gọi là mình tu gieo duyên hay là tạo thành cái duyên lành. Và người Miến Điện họ thường dùng cái chữ Nipasamachayo, tức là duyên để chứng đắc Niết Bàn, cái duyên để giác ngộ giải thoát. Cái duyên này đó, hay là Pichá, Kusala Pichá, tức là chủng tử thiện, hạt giống lành đó, cái này chúng ta rất là khó nói. Nhưng mà một người mà ở trong cuộc sống, một khi có học Phật Pháp, có hiểu Phật Pháp, đôi lúc chúng ta lại quên bẵng đi. Chúng ta không còn nhớ lời Phật dạy nữa. Nhưng mà trong sự đau khổ tận cùng đó, hay là trong những cái cuộc dông rủi đưa đẩy cuộc đời, đôi khi dùng cái duyên gì đó, chúng ta chợt học lại, chợt nghe lại, rồi mình cảm thấy rất là thấm thía. Và từ sự thấm thía này, mình chuyển hóa và thay đổi cuộc sống. Chúng ta sẽ thấy được một điều như vậy, là mỗi một cái giây phút mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng Phật Pháp, mỗi một giây phút mà chúng ta nghi ngẫm và thấm nhuần đạo lý từ những câu kinh, từ những bài kệ, thật ra không uổng phí đâu. Đó là những cái duyên lành. Và chúng ta phải tin vào những duyên lành đó. Và chính những cái duyên lành đó, nó là cứu giúp chúng ta. Người ta nói là nhân vô thập toàn, đó là người không ai hoàn hảo. Nhưng mà chúng tôi lại thích suy nghĩ theo cách đó là con người chúng ta thì vô chừng lắm, có lúc vậy lúc khác, dắt thời tự ngộ, đó cảnh khuồng mê. Nhưng mà rồi trong cái chuyện lúc vậy lúc khác đó, nếu mà chúng ta may mắn còn có được những cái hạt giống lành, không chừng một ngày đẹp trời nào đó, cái hạt giống lành đó sẽ đâm chồi nảy thực và khiến cho chúng ta có những cái sự thay đổi, một sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Có một lần chúng tôi ngồi nói chuyện với một người, ông này tức là Đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Ông có một cái quãng đời dài trong binh nghiệp. Hồi nhỏ sinh trong gia đình có biết Phật Pháp, rồi đi lính, rồi cũng lập nhiều chiến công, rồi cũng mới sát sanh, rồi cũng vì này vì kia. Rồi đến lúc lên làm tỉnh trưởng tỉnh Vĩnh Long, rồi ông cũng có một cái đóng góp rất lớn. Đó là ông xây cái chùa, mà gọi là chùa Xá Lợi miền Tây. Khi mà chúng tôi còn ở Việt Nam thì ngôi chùa này đã bị tịch biên. Nhưng mà bây giờ chúng tôi được nghe là dường như là đã xây cất lại. Nó nằm gần cầu Mỹ Thuận đó, thưa quý vị. Thì khi chúng tôi ngồi nghe về cuộc đời của một người mà có lúc sinh ra trong gia đình Phật giáo, rồi có lúc thời thanh niên thì lại quên bẵng đi chuyện đó, rồi đi lính, rồi cũng làm việc việc kia, rồi khi mà có quyền có chức là bỗng nhiên nhớ lại cái đạo, gặp được Narada. Thì chúng ta phải nói như vậy là cuộc sống đó, nó có nhiều cái giai đoạn lắm. Nó có nhiều cái chuyển hướng mà chúng ta không biết được. Chúng ta có thể trồi lên, có thể lặn xuống, có thể quẹo phải, có thể quẹo trái. Nhưng mà rồi đôi khi ở cuối cuộc hành trình, chúng ta tìm lại được cái gì rất là chân thực trong lòng. Mà con người mình phải tự học từ những bài học đó. Và mình phải tự học những kinh nghiệm chính mình. Và cái đẹp của câu chuyện của vị tỳ kheo này đó, của cái người tội nhân này đó, là một người tử tội. Và vị tử tội này lẽ ra thì mất tất cả không còn gì. Nhưng mà nhờ được sự nhắc nhở của vị thầy cũ của mình, tức là Ngài Mahakassapa, và đã chứng thiền. Và sau đó nhờ sự khai thị của Đức Phật, vị này đã chứng quả A-la-hán.
đã vượt qua tất cả, đã vượt trên tất cả, vượt lên trên tất cả. Nhưng mà cái đẹp của câu chuyện là nhắc chúng ta thấy rằng con người chúng ta phải là hoàn hảo. Và đừng bao giờ đánh giá con người hay là tự đòi hỏi chính mình phải hoàn hảo. Điều quan trọng đó là chúng ta có thể học được những gì từ những cái kinh nghiệm thăng trầm của mình. Vị này đã có một quãng đời rất đẹp, là một vị tỳ kheo chứng thiền ở dưới sự dạy dỗ của một bậc thánh nhân như Ngài Mahakasapa. Nhưng mà vị này cũng có những giai đoạn lún sâu vào bùn nhơ, đã hoàn tục tại vì tham đắm bạc vàng, rồi từ chỗ đó gia nhập thổ phỉ, trở thành người đầu trộm đuôi cướp, rồi chẳng những vậy mà mang cái bản án tử hình. Nhưng rồi điều đó không có nghĩa là dấu chấm hết. Ngay ở trong cái gông cùm, ngay ở trong nhà lao, ngay cả những giờ phút sắp đưa ra pháp trường, thì vị này vẫn tìm lấy thấy được những cái kinh nghiệm quý giá của quá khứ. Kinh nghiệm đó quan trọng lắm. Bởi vì mình tu á, là mình nên chắc chiêu những cái kinh nghiệm bản thân của mình. Có nhiều người có thói quen là mình tu mình chỉ dựa trên kinh sách không. Nhưng mà không phải vậy đâu. Mình tu mình nên quý những cái kinh nghiệm bản thân, dù là thành công hay thất bại. Chúng nghe câu chuyện là bậc đạo sư của chúng ta khi mà Ngài chọn con đường trung đạo đó, Ngài là nhớ đến những giây phút lúc Ngài còn nhỏ, 7 tuổi thôi, ngồi ở dưới cội Bồ Đề. Ở trong sự trầm lắng đó, Ngài đã vận dụng được để an trú vào trong sơ thiền. Thật ra cái chứng thiền mới lạ với Ngài. Nhưng mà điều đó nhắc thì Ngài thấy một điều rằng không phải là cái cuộc sống của thân khổ hạnh hay lợi dưỡng, không phải là thế giới bên ngoài, mà chính cái sự an tịnh. Sự an tịnh có thể tách rời khỏi tất cả những cái tế toái, những cái hệ lụy bên ngoài đó, cho chúng ta những giây phút sâu lắng. Và trong sự sâu lắng đó có những khám phá mà chúng ta không ngờ được. Nhưng mà câu chuyện của bậc đạo sư của chúng ta là một câu chuyện rất đẹp. Từ một vị hoàng tử 7 tuổi với cái kinh nghiệm trầm tư, là một người ý cho một vị đại Bồ Tát ngồi ở dưới cội Bồ Đề, để rồi thể nhập vào trong thiền chứng với túc mạng minh, nhớ nhiều được cái quá khứ với sanh tử minh, nhìn thấy đồ mối các nhân duyên, và rồi chứng đạt lộ tận minh. Còn câu chuyện này là một câu chuyện tầm thường hơn, là một vị tỳ kheo đã từng chứng tứ thiền, nhưng mà rồi vì cái bản năng của nhiều kiếp xa xưa lại tham đắm vàng bạc hoàng tục, và rơi vào tội lỗi để xa vào vòng lao lý. Nhưng mà rồi cũng nhờ cái hạt giống quá khứ, nhờ những gì mình đã trải qua, và khi được nhắc nhở thì lại tìm lại với nguồn xưa, tìm lại với ngày xưa. Chúng ta có những người đường xưa lối cũ, và đường xưa lối cũ ở đây may mắn thay đó là con đường hướng về nội tại, chứng đạt những cái tầng thiền, và cuối cùng tự mình giải thoát và sau đó được giác ngộ. Một cái câu chuyện cũng mang nhiều kịch tính, nhưng mà nó lại nhắc cho chúng ta một cái bài học rất quý trong cuộc đời, là mỗi chúng ta sẽ trải qua những cái nốt nhạc lúc thăng lúc trầm ở trong cuộc sống. Và nếu chúng ta có được cái thiện duyên đã ghi đậm trong lòng, hay là trải qua những cái ngày sáng tháng rất là thanh thản, rất là an lành ở trong chánh pháp, thì chúng ta có thể tìm lại con đường xưa, tìm lại những cái kinh nghiệm đã trải qua, và từ đó chúng ta sẽ đạt đến một cái gì gọi là có cái công năng diệu dụng cho sự chuyển hóa đời sống thực sự. Đó là câu chuyện đầu tiên mà chúng ta được nghe về một vị tỳ kheo hoàng tục. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta lại bước qua câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này mang cái nội dung rất là bình thường với xã hội ngày nay, và đặc biệt là trong cái tính lý và văn hóa của Kitô giáo. Nhưng mà nó lại là một câu chuyện đôi khi nó gọi là trở thành một điều cấm kỵ hay là tabu ở trong cái
văn hóa Phật giáo, và nhất là Phật giáo Nam Truyền. Đó là người ta nghĩ rằng tình chồng nghĩa vợ đó, hay là sự thương yêu nam nữ đó, luôn luôn là một hệ lụy, luôn luôn là sông mê bể khổ, luôn luôn là điều mà tuyệt đối là xấu. Câu chuyện này kể lại đời của một cặp vợ chồng. Họ thương yêu nhau rất mực. Thật ra thì chúng tôi cũng phải nói rõ là theo trong kinh Bổn Sanh hay là câu chuyện tiền thân đó, thì thưa quý vị, là một chuyện tương đối bình thường khi mà những bậc đại thánh, ngay cả Đức Thế Tôn của chúng ta ở trong dòng luân hồi đó, thì ngài được cái sự trợ duyên rất là mật thiết của Yayudala. Từ những kiếp xa xưa cho đến kiếp sau cùng. Và chúng ta cũng nghe câu chuyện của ngài Mahakasapa, một đại tỷ Phật đệ nhất về Đầu Đà đó, mà có một cái đời sống và cái hành xử đó tương đối là khắc khổ, khô khan, lạnh lùng. Nhưng mà ngài có một dòng luân hồi với một câu chuyện tình rất đẹp. Dĩ nhiên chúng tôi không kể ra tại đây, kể ra lạc đề. Thì thưa quý vị, Phật giáo thì không có gọi tình yêu nam nữ gọi là tình yêu thoá như là Kitô giáo. Nhưng mà ở trong kinh lại có ghi nhận là có những tình yêu nam nữ, có tình yêu vợ chồng rất đẹp và rất đẹp. Không phải chỉ đẹp trên phương diện đời mà đẹp trên phương diện đạo. Nghe thì hơi lạ một chút, bởi vì chúng ta thường được biết rằng tình yêu nam nữ đó thì nó hay mang theo những cái hệ lụy, mang theo những cái phiền não. Chúng ta nói nôm na là tu là cội phúc, tình là dây quan. Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta đọc vào trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì Đức Phật ngày dạy về những người tối thắng, thí dụ như vị tỳ kheo đệ nhất về trí tuệ là Tôn giả Xá Lợi Phất, hay là vị cư sĩ hộ đạo đệ nhất đó là ông Khóc Cổ Độc, v.v. Thì ở trong đó ngài có đề cập đến một cái vị đệ nhất, mà đệ nhất về Visāsika. Visāsika, Visāsika là gì? Visāsika đó là một cái vị mà thù thắng về có một cái người tình tri âm tri kỷ. Chúng ta nghe rất lạ, tại sao mà một cái người Visāsika đáng lẽ là không có trong Phật pháp nhưng mà lại có, và Đức Phật gọi đó là nam cư sĩ Nakulapita. Nakula là tên một thanh niên. Thanh niên này có một ít giai thoại liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Nhưng mà Nakula lại không có nổi tiếng, không được biết nhiều trong kinh điển bằng cha mẹ của Nakula. Nhưng mà thưa quý vị, cha mẹ của Nakula đó thì được gọi bằng hai cái tên rất là thân mật. Nakula Mata, Nakulapita. Chúng tôi không biết rằng ở ngoài Trung, ngoài Bắc có phong tục này không, nhưng ở trong miền Nam á, đôi khi vợ chồng họ gọi với nhau trong sự rất là thân mật á. Họ không, thí dụ như trong nhà chúng tôi chị hai tên là Xuân, thì thân phụ chúng tôi hay gọi là mẹ con Xuân, mẹ con Xuân, tức là mẹ của đứa con gái đầu lòng mẹ con Xuân. Thì cái cách gọi này đó
nó tương tự như là cách gọi của người Ấn Độ, mà nó là cha của Nakula và mẹ Nakula. Yeah. Họ gọi nhau, họ lấy người con á để làm một cái tên gọi, gọi chung. Và họ xem đó là một cách gọi rất là thân mật. Tại vì chính đứa con á là cái gạch nối giữa vợ và chồng một cách cụ thể nhất về phương diện vật chất. Dạ. Yeah. Đứa con là kết tinh của tình yêu đó. Thành ra gọi là mẹ của Nakula và cha Nakula. Thì thưa quý vị, trong câu chuyện này là một câu chuyện rất là cảm động. Và chúng tôi tiếc rằng ở trong cái bản dịch đó thì đôi khi xài những cái chữ mà mình mới nghe nó hơi xa lạ. Thí dụ như là chữ Gaha Phát Ký. Ở đây dịch là gia chủ, không phải là sai. Nhưng mà cái chữ này nếu chúng tôi dịch sang tiếng Việt thì chúng tôi sử dụng chữ phu quân. Dạ, yeah, này phu quân. Ở trong người Trung Hoa đó, đôi khi người vợ gọi chồng bằng một chữ rất là dễ thương là lão gia. Dạ, yeah, lão gia. Lão gia tức là ông già. Nhưng mà chỉ lão gia nó dùng một cái nghĩa thân mật, tức là cái người xếp ở trong nhà, người lớn ở trong nhà. Thì ở đây nếu mà chúng ta dịch, chúng ta dịch là phu quân, này phu quân, hơn là cái chữ này gia chủ. Gia chủ nghe nó hơi xa lạ một chút. Thì cũng trong câu chuyện chúng ta được biết rằng người chồng đó là Nakula Pita bị bệnh, bệnh rất là nặng. Và người vợ nghĩ rằng có thể người chồng không có qua khỏi. Nên người vợ đã ân cần nhắc nhở phương chồng. À, nhắc nhở cái gì? Thưa quý vị, tình yêu. Sanh ly tử biệt. Sự quan tâm lo lắng. Tất cả những điều đó đều mang nặng cái tính hệ lụy hết. Nhưng mà lời nói của người vợ đó lại là một lời nói chí thiện, là một lời nói rất là đẹp, là một lời nói mang rất nhiều đạo vị, mang rất nhiều sự gợi nhắc về thiện pháp. Chúng ta đọc kỹ thì thấy rằng đây là quả là một người phụ nữ mà sống có tình và có lý, sống thương chồng nhưng mà lại rất là hiểu đạo. Ở trong câu chuyện này, người vợ nhắc với người chồng rằng Đức Phật có dạy là nếu mà mình trong giây phút mệnh chung mà ta trong đau khổ và ái luyến thì sẽ đi xuống. Người vợ nhắc đó là cái gì rất là đạo. Thì người vợ nhắc rằng phu quân đừng có bận tâm lo nghĩ rằng nếu mình có ra đi thì không biết ai lo cho con cái, ai lo cho nhà cửa. Là bởi vì phu quân biết là vợ là người có cái khéo léo về dệt vải và chải lông cừu. Chừng đó có thể nuôi cho gia đình có cuộc sống đủ no ấm. Nhắc cho chồng an tâm, đừng lo lắng. Đó là điều đầu tiên mà người vợ nhắc. Và rồi người vợ cũng nhắc người chồng rằng, người chồng nghĩ rằng có thể sau khi mà mình mất đi thì người vợ sẽ tái giá đi về sang một gia đình khác. Thì thưa quý vị, chúng tôi không phải là một họa sĩ, nhưng mà nếu chúng tôi là một họa sĩ đó thì cái hình mà quý vị xem trong đó, chúng tôi sẽ không vẽ hình Nakula Mata Galopita là già như vậy. Nhìn tấm hình đó mình đoán chắc là hai ông bà chắc ít nhất là cũng 70-80 tuổi thật. Họ chỉ chưa tới 40 tuổi nữa. Dạ, họ chỉ 40 tuổi.
con thì còn nhỏ, thì quý vị, hai vợ chồng lấy nhau năm 16 tuổi và con còn nhỏ. Những người vợ nhắc lại với ông chồng rằng ở trong suốt bao nhiêu năm sống chung cho đến giờ này mà con 16 tuổi rồi, thì cái tình yêu sắc son của người vợ đối với chồng ra sao thì ông chồng biết mà. Và nên nhớ lại quãng đời sống với nhau, nhớ lại cái tánh hạnh của người vợ để yên tâm ra đi. Và đừng bao giờ nghĩ khi mà mình chết rồi thì người vợ sẽ tái giá và bước đi một bước đi, bước đi bước thêm nữa. Và người vợ cũng nói với người chồng rằng phu quân đừng có nghĩ rằng sau khi phu quân mất rồi thì người vợ sẽ không có tiếp tục cái đời sống hiền thiện, tu thân hành thiện như trước kia, mà vẫn tiếp tục lui tới với tăng chúng, lui tới đảnh lễ Đức Phật, lui tới chùa chiền để làm các phước sự. Và phu quân cũng đừng nghĩ rằng khi mà phu quân chết rồi thì người vợ này không có tiếp tục cái việc tu tập như là những giới, thí dụ những ngũ giới, bát quan, trai giới. Thì phu quân nên nhớ rằng người vợ là một ở trong những người cư sĩ gọi là bạch y cư sĩ áo trắng á, là được Đức Thế Tôn gọi rằng có đủ giới đức, có đủ giới thí, giới đức, có bố thí, giới đức và tính tâm có đầy đủ. Và thưa quý vị, không những vậy mà người vợ này còn nhắc là hãy yên tâm, không phải người vợ chỉ có bố thí trì giới mà còn có biết tu tập thiền định nữa, với tâm tình chỉ để tu tập thiền định. Mà chắc chắn rằng không phải chỉ có cái bố thí trì giới thiền định mà người này đã thành tựu cái tính tâm trọn vẹn ở Tam Bảo, tại vì cả hai vợ chồng đều là chứng quả tu đạo quân. Thì thứ gì khi mà người vợ nói như vậy đó, thì người chồng rất là cảm kích là mình có được cái may mắn, có cái diễm phúc đã đồng hành được với một người có tư cách, có đạo tâm, có tình yêu trọn vẹn. Và với cái sự hoan hỷ đó thì nó như một cái viên diệu dược giúp cho vị này vượt thắng cái cơn bệnh và bình phục hoàn toàn. Và sau khi bình phục hoàn toàn á, thì vị này đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và khi Đức Phật gặp Nakula Pita đó, thì Đức Phật Ngài đã nhắc rằng này gia chủ, thật là lợi ích, thật là may mắn cho gia chủ có được một người vợ như vậy, có được một người vợ tốt đẹp như vậy. Trong câu chuyện này, thưa quý vị, có ba điểm mà chúng ta có thể học được. Là điểm đầu tiên, ở trong tình yêu vợ chồng, tình yêu nam nữ, thì thường thường người ta nói đến dính mắc, người ta nói đến hệ lụy. Nhưng mà đừng quên rằng ở trong cái tình yêu đó vẫn còn có một cái chỗ đứng trong một thứ gọi là thiện pháp. Thiện pháp có thể đem vào trong tình yêu đó được. Thì rất là khó tin, nhưng mà Đức Phật Ngài có dạy chúng ta về giáo lý vô ngã. Nhưng mà Ngài cũng có dạy rằng nếu chúng ta biết thương mình thì chúng ta thương một cái khéo léo. Nếu chúng ta biết thương người khác thì thương một cách khôn ngoan. Tại vì cái thương một khéo léo léo và khôn một cách khôn ngoan đó, nó rất khác với cái tình thương. Mà tình thương chỉ làm khổ cho nhau, tình thương chỉ gây sự bất ổn cho nhau. Đôi khi chúng ta rất là sai khi chúng ta nghĩ rằng
tu là cội phúc, tình là giải quan, nó là một gì tuyệt đối. Tình nó không hẳn tuyệt đối là giải quan, nhưng mà nếu cái tình đó có cái chất của thiện, cái chất của chánh pháp, và cái lời nói của Nakula Mata đó đối với người chồng của mình đó là một minh chứng cho điều đó. Nhưng mà thật sự không có dễ hiểu. Điều đó nó phải có trình độ lắm. Nó phải có trình độ lắm chúng ta mới hiểu như vậy. Chúng tôi đọc ở trong kinh thưa quý vị. Nhiều quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Nhiều quý vị chờ chúng tôi một chút. Quý vị có thể cho chúng tôi biết là quý vị có nghe rõ không? Dạ. Yeah. Thứ gì tôi đọc ở trong kinh đó thì có thấy như vậy. Rất nhiều câu chuyện của chính Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật và các đại đệ tử đó. Như nãy chúng tôi nói có trường hợp của Ngài Mahakayip cũng vậy. Có một người bạn đời, và bạn đời không phải là trong một kiếp mà nhiều kiếp, ở trong dòng luân hồi đã thật sự giúp nhau, trợ duyên nhau cho đến ngày giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì trong những câu chuyện đó lại cho chúng ta thấy một điều rằng trong cái tình yêu vợ chồng, tình yêu nam nữ đó, nó vẫn có thể hòa quyện với cái tố chất mà chúng ta gọi là cái tố chất của thiện pháp, chứ nó không hẳn là hoàn toàn là quan nghiệp. Nhưng mà về điểm đó chúng ta phải rất là cẩn thận, tại vì đa phần nếu chúng ta không khéo đó thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái vòng lẫn quẩn. Nhưng mà chuyện đó có thứ gì. Một cái điểm thứ hai mà chúng ta có thể học được là ở trong cuộc sống này, người ta càng yêu thương nhau thì người ta càng ích kỷ. Ích kỷ trong sự chiếm hữu, ích kỷ trong sự đòi hỏi, ích kỷ ở trong cái sự cầu toàn. Và tất cả những sự ích kỷ đó, nó đều giết chết cái tình cảm con người. Thì chúng ta phải nói như vậy là ở trong sự yêu thương mà nó có thể vượt lên trên, vượt ra ngoài những sự ích kỷ đó là một điều khả thi, chứ không phải là một khả. Nhưng mà nó không phải dễ. Tại vì đa phần là chúng ta hay bị rơi vào trong cái trường hợp là giết chết cái tình cảm bằng sự ích kỷ, bằng sự hẹp hòi, bằng sự chiếm hữu. Nó tương tự như vậy là quý vị nào biết lỗi đó, nếu có một người mà biết lỗi mà muốn cứu một người khác mà đang bị chết đuối thì cái người chết đuối đó nên hợp tác với cái người đến cứu mình, chứ không nên ôm chặt lấy cái người cứu mình. Tại vì sao vậy? Tại vì thường thường người ta bị chết đuối trong sự kinh hãi đó, người ta hay làm một việc đó, là họ ôm chặt cái người đến cứu mình, và rốt cuộc thì người kia không lỗi được, mà chuyện thường xảy ra. Thành ra nói điều này nghe rất kỳ, là người ta nói rằng khi mà mình cứu người khác, khi họ chết đuối đó, phải coi chừng người đó có ôm chặt lấy mình hay không. Và nếu họ ôm chặt quá thẳng, mình phải đánh người đó để người đó buông tay ra, rồi mình cặp ở phía sau mình bơi thôi. Chứ nếu mà không khéo thì người đó họ ôm chặt cả hai cùng chết. Thì không phải ít mà có thể nói rằng đa số những cuộc tình ở trên thế gian này nó là cái bi kịch, bởi vì lòng yêu thương ích kỷ. Người ta thương người mà mình nói theo của Nguyễn Du là thương nhau thì lại bằng 10 gác nhau đó, tức là
Đôi khi mình thương người do cái sự ghen tuông, do sự chiếm hữu, do những cái một cái sự nông nổi, do sự nông nổi, thì họ biến cái tình cảm đó trở thành một cái xiềng xích, họ biến cái quan hệ trở thành một cái khóa ngục, họ biến cái tình cảm đó trở thành một gánh nặng cho nhau trong cuộc đời, và cuối cùng dẫn đến tan vỡ. Việc chúng ta rất là nhiều. Chúng ta đọc kỹ lại cái lời nói rất là chí tình, chí thiết của Nakulamata sẽ thấy rằng đây là một người đàn bà rất thương chồng, nhưng mà lại rất khéo, rất hiểu biết, và biết rằng cái gì là cái tốt nhất ở trong giây phút đó để nói với người chồng. Ở đây chúng tôi không phải nói thử ý của mình đâu, Đức Phật khen đó. Quý vị đọc kỹ là Đức Phật khen. Khen Nakulamata là có một người vợ, người vợ rất sáng suốt, người vợ rất tốt. Người vợ như vậy đúng là một tri kỷ, tri âm. Người vợ như vậy đúng là một người trợ duyên cho mình. Thành ra, thưa quý vị là chúng ta phải nói một điều rằng đúng là đa phần tình yêu là vị kỷ, đa phần tình yêu là ích kỷ. Nhưng mà cũng có những tình yêu người ta có thể cho nhau, có thể nghĩ đến lợi lạc cho với nhau, và có thể hỗ trợ, nâng đỡ nhau. Nhưng mà thì cái việc này nó chỉ là dắt nhau trong đàn tất mà thôi. Dạ, rất dễ nhân danh tình yêu thương mà người ta giết chết lòng yêu thương. Rất dễ vì cái sự yêu thương mà người ta làm khổ nhau. Rất dễ vì cái lòng yêu thương mà người ta từ cái sự vị tha trở thành rất là vị kỷ, vì chỉ đến mức độ tàn nhẫn. Thì việc này chúng ta thấy trong đời rất là nhiều. Thưa quý vị, sau cùng ý nghĩa thứ ba mà chúng tôi muốn đề cập ở trong bài kinh này, đó là người ta nghĩ là yêu thương là sự ràng buộc. Nhưng mà một mặt nào đó, đó sự yêu thương cũng có nghĩa là trợ duyên cho nhau. Từ sự ràng buộc mà dẫn đến cái sự trợ duyên, đôi khi chúng ta không phân biệt được, nhưng mà quả thực nó rất là khác, rất là khác biệt, khác lắm. Có nhiều người nghĩ ngay là hãy đụng đến tình yêu có nghĩa là lấy xiềng xích, xích hai người lại với nhau là tình yêu. Không phải như vậy. Mà ở trong cuộc luân hồi này, có đôi khi tình yêu người này làm cho người kia được ấm lòng. Như chúng ta nghe câu chuyện, người ta nói rằng có một người được một phép lạ, có thể lớn, có thể vào địa ngục, có lên trên thiên đàng. Khi mà trở về nhân gian, người ta hỏi rằng bạn đi lên thiên đàng, địa ngục đó, thì thấy gì khác biệt với trần gian? Thì họ nói rằng cái điều khác biệt lớn nhất là ở thiên đàng, địa ngục đó, chúng sanh ở đó đó, cái tay họ rất dài và họ không có cùi chỏ. Người kia mở mắt to ra hỏi, như vậy làm sao họ không cùi chỏ mà tay họ rất dài, làm sao họ ăn uống được? Thì họ nói rằng, thì bởi vì mới nói là ở địa ngục đó, cái tay họ rất dài, không cùi chỏ, họ không ăn được, họ rất là khổ. Nhưng mà ở trên thiên đàng á, thì cũng giống như vậy, nhưng mà người này lại dùng cái tay họ đút cho người kia, người kia lấy tay đút cho người này. Dĩ nhiên là đó là một câu chuyện hư cấu người ta đặt ra. Nhưng mà ý chúng ta nói như vậy là ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta biết sống thì chúng ta mang lại cái niềm vui cho nhau. Chúng ta lại cho nhau, chúng ta giúp nhau cái mà người kia không có làm được. Nhưng mà nếu chúng ta không biết thì thưa quý vị, chúng ta lại giống như người sống trong địa ngục, là tự mình không thể ăn được, nhưng mà mình không chăm sóc cho người khác thì tự mình khổ thôi. Và đây là một điều rất là khó nói trong cuộc sống của chúng ta. Thành ra ở trong tình yêu thì cũng nó không hẳn là hoàn toàn xấu. Nếu trong tình yêu đó người này hỗ trợ cho người kia, trợ duyên cho người kia, trợ duyên trong đời sống, trợ duyên trong cuộc tu, chứ không phải là cái dây xiềng xích, không phải là cái gông cùm của nhau, thì ở đó nó cũng cái ý niệm rất là đẹp. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước sang câu chuyện sau cùng, ở câu chuyện số 3.
Ở trong câu chuyện thứ ba này, chúng ta nói về cuộc sống. Nó là một sự pha lẫn của thiện nghiệp và ác nghiệp. Nó là một bài học lớn cho cuộc đời của chúng ta. Một hình ảnh vị vua mà rất là đẹp, đó là vua Bình Sa Vương. Vua Bình Sa Vương nhỏ hơn Đức Thế Tôn 6 tuổi. Và khi mà Đức Thế Tôn bậc đạo sư chúng ta rời thành Ca Tỳ La Vệ, ngày xuôi về Nam, ngày đến thành Vương Xá, thì lúc bây giờ những người lính về tâu với vua Bình Sa Vương rằng ở trong thành có một vị sa môn đi khất thực, còn rất trẻ nhưng mà phong thái phi phạm, không giống như bất cứ vị sa môn nào đã thấy. Cái vị vua đó là lại là một vị vua trẻ tuổi, không ai khác hơn là vua Bình Sa Vương. Nhà vua vội vã mặc hoàng bào và đến gặp vị sa môn trẻ tuổi đó. Thì thưa quý vị, chúng ta đã nghe câu chuyện mà chúng tôi kể trước đây. Một vua từ bỏ ngai vàng, một vua chia nửa giang sơn cầu hiền. Đó là sự gặp gỡ rất là thú vị giữa một vị vua từ bỏ ngai vàng, tức là Đức Phật, là Đức Bồ Tát, và một vị vua chia nửa giang sơn cầu hiền, đó là vua Bình Sa Vương. Khi mà nghe Đức Thế Tôn, nghe có một vị đạo sĩ khả kính xuất hiện trong thành, vội vã đi đến. Và được biết rằng đó cũng là một vị vua xuất thân từ vương quốc của dòng Thích Ca ở chân ngưỡng núi Hy Mã Lạp Sơn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thì là rượu vua Vimsara rất là hoan hỷ lắm, kính mộ lắm. Và đã khẩn khoản thỉnh cầu vị đó cùng cai trị giang sơn với mình. Và quý vị biết là vương quốc Ma Kiệt Đà hay là Ma Kha Thá là vương quốc mạnh nhất thế giới ở tại vùng Trung Ấn. Vậy mà vua Vimsara đã đưa ra một đề nghị là chia nửa giang sơn cho cái vị đã bỏ ngai vàng để xuất gia đó. Và dĩ nhiên Đức Phật của chúng ta thì Ngài không nhận. Nhưng mà Ngài có hứa một điều là do lời thỉnh cầu vua Vimsara, sau độ vua Vimsara, tổ thật thi vị gần 7 năm sau đó, thì Đức Phật đã đi trở về thành Vương Xá với 3 vị đạo sĩ Uruvela Kassapa và 1000 đệ tử. Hội chúng tùy theo đông đảo như vậy bước vào trong thành. Và ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy, thì nhà vua được nghe pháp và chứng quả tu đạo hồi. Và rồi nhà vua đã cúng dường cái ngự viên gọi là Trúc Lâm, là vườn trúc ấy, lên Đức Phật, trở thành ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo. Và Vương Xá Thành đã trở thành một cái trung tâm Phật giáo rất là quan trọng, như là Xá Vệ sau này. Chúng ta nghe những câu chuyện về Thứ Phi Khê Ma, rồi chúng ta nghe câu chuyện về Linh Thứ, chúng ta nghe câu chuyện về Sứ Nước Nóng, vân vân, đều xảy ra ở Vương Xá Thành. Nhưng mà rồi thưa quý vị, nhà vua có một vị hoàng hậu tên là Videhi. Videhi này là em ruột của vua Pasenadi, vua Ba Tư Nặc của xứ Savatthi. Quý vị nhớ là xứ Cổ Xá Lá đó, Magatha là hai vương quốc lớn nhất, mạnh nhất thế bây giờ. Mà vua Bibisara lại là em vợ của vua Pasenadi. Mà hoàng hậu Videhi là chánh thất, tức là chánh hậu của vua Bibisara. Khi mà bà mang thai đó, thì bà giống như nhiều phụ nữ khác là bị ốm ngán, nhưng mà thèm một chút, thèm một thứ rất là kỳ lạ đó, là bỗng dưng nhà vua, bà thèm một vài giọt máu của nhà vua. Vài giọt máu của nhà vua. Mới biết là cái người ốm ngán đôi khi, người phụ nữ ốm ngán thèm những thứ rất là lạ, nhưng trong trường hợp này thèm. Và nhà vua hỏi hoài, cuối cùng hoàng hậu phải khai ra, thì nhà vua không ngần ngại rút thanh gươm ra, cắt một cái vết cắt trên ngón tay của mình, nhỏ vào trong miệng của hoàng hậu.
Và từ đó họ không còn ốm ngán như vậy nữa. Nhưng mà câu chuyện này đã đến tai các quần thần, và các quần thần cũng đã suy đoán rằng thai nhi sau này sanh ra đó thì sẽ là một kẻ đại nghịch bất đạo và có thể đoạt mạng nhà vua. Thành đề nghị hoàng hậu Vidhi nên tìm cách phá thai, và thậm chí là sau khi sanh ra cũng đề nghị giết đi. Và hoàng hậu Vidhi đã mấy lần định giết đứa con sơ sinh của mình. Và cũng vì vậy, trước khi mà đứa con sanh ra đời đó, thì thay vì sanh xong 3 ngày nó mới đặt tên, trước đó người ta đã tên rồi, tên là Achata Sattu. Achata là chưa sinh, Sattu là kẻ thù, kẻ thù chưa sinh, hay là người Trung Hoa gọi là vị sinh quán. Vị sinh quán tức là kẻ thù khi chưa sinh. Quý vị biết là ngày xưa người Ấn Độ hay đặt tên con theo cái lời tiên tri, cái tên Achata Sattu. Bây giờ chúng tôi sang Tích Lan và sang Ấn Độ đó, thì do cái phong tục người ta hay lấy tên trong điện tích đó, thì người ta cũng lấy có tên là Achata Sattu thưa quý vị. Nhưng mà chữ Achata Sattu nguyên thủy chữ nó không có đẹp, chữ đó gọi là vị sanh quán, tức là kẻ thù khi chưa sinh ra. Thì như chúng ta biết là Achata Sattu còn nhỏ đó, rất là thông minh, rất là dễ thương và học rất giỏi. Nhưng mà khi lớn lên rồi đó, thì Achata Sattu do cái duyên nghiệp của quá khứ nên lại bị Đề Bà Đạt Đa đó thu phục, trở thành một đệ tử của Đề Bà. Và với cái giả tâm của Đề Bà Đạt Đa thì bây giờ đó, thì vua Cha Sát Tú đã làm một việc đó, là tìm cách xoán ngôi vua, mang gươm vào trong tổng cung gặp vua cha một điều đại kỵ. Nhưng mà công việc bất thành, bởi vì những vệ sĩ của nhà vua đã cản thời kịp, đã kịp thời ngăn cản. Nhưng mà vua Bình Sa Vương lại không có bắt tội. Người trời nhà vua nói rằng nếu con muốn làm vua thì đây cha giao vương quyền cho con. Nhà vua rất sẵn sàng, một là vì thương con, hai là nhà vua là người hiểu đạo, không có làm việc đó. Nhưng mà nó lại dẫn điều này, quyết định này nó dẫn đến một cái bi kịch cho nhà vua, là sau khi lên ngôi đó thì vua Sa Thế lại liền theo cái cố vấn của Đề Bà Đạt Đa đó, là bắt phụ hoàng của mình giam vào trong ngục thất, và cũng theo lời cố vấn Đề Bà Đạt Đa đó, giết đi để trừ hậu hoàng. Tại vì nếu bị tân quân mà làm việc gì mà dân chúng không thích thì họ hay nghĩ đến vua cha, và nếu vua cha còn sống thì vua cha sẽ trở ra và lấy lại ngay. Và chúng ta nghe câu chuyện rất là bi thảm, là thứ vị nhà vua ở trong ngục bị bỏ đói. Hoàng hậu Vidhi chúng bây giờ đã trở thành hoàng thái hậu rồi, đã giấu thức ăn để mang vào, bị bắt, rồi từ đó về sau đi vào bị xét, đi vào tay không, rồi hoàng hậu phải giấu trong tóc, rồi cũng bị xét, rồi hoàng hậu thoa những cái thức ăn đã được xây ra để nguội đó, thoa vào trong da của mình. Nhà vua dùng một thanh tre quạt để lấy thức ăn cho đỡ đói. Và rồi vua ai sẽ thấy biết được khiển trách mẹ và dùng một cực hình đối với người cha, là người ta nói rằng vua ở trong ngục á mà vẫn giữ được cái lòng thanh thản là do đi kinh hành. Vua sẽ thấy nghe như vậy ra lệnh cho người thợ cạo tóc vào cắt cái chân của vua Bình Sa Vương, thoa muối vào trong đó và hơi trên lửa. Nhà vua vì đói, vì bệnh và vì cực hình nên đã không chịu nổi, nên đã băng. Đó là cái chết rất là đau thương do cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà thưa quý vị, ngay trong giờ phút sau cùng, nhà vua cũng không có khởi cái tâm hận thù, phiền não. Nhà vua hiểu rõ cái nghiệp của mình, và đồng thời là một vị thánh tu đạo Phật. Nhà vua giữ cái tâm hoàn toàn thanh thản và nghĩ đến Đức Phật. Thì trong câu chuyện này đó, nó lại nhắc cho chúng ta thấy được một điều rất là quan trọng. Dĩ nhiên là vua Bibhisara là một vị tu đạo Phật thì không thể nào rơi vào khổ cảnh và không thể nào chết với tâm phiền não. Và ở trong mọi hoàn cảnh, cái vui cái khổ đó, thì vị này vẫn an trú vào trong thiện pháp, vẫn nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến Tam Bảo.
Nhưng mà nó có điểm như vậy là chúng ta trải qua nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống, và đặc biệt là đôi khi chúng ta bị phản bội, chúng ta đối xử tốt với những người thân của mình, nhưng mà những người thân đó, đó họ lại gây cho chúng ta rất nhiều cái hệ lụy, rất nhiều khổ đau. Thì lẽ ra là trong cái cách thường tình đó, thì con người mà bị người khác phản bội, người khác gây cho mình khổ đau, và nhất là quý vị nhớ rằng khi mà mình tốt với người khác mà người ta làm đối xấu, ta làm đối xấu chính mình đó, thì mình dễ sinh ra cái tâm từ cái sự quán trách, dẫn đến sự ghét bỏ, dẫn đến cái chuyện mà chúng ta nghĩ đến trả thù. Nhưng mà thưa quý vị, hình ảnh của một vị thánh đệ tử Phật là ở trường hợp vẫn giữ lòng thanh thản. Thì ở đây có thể nó vượt ngoài cái khả năng của nhiều người trong chúng ta. Nhưng mà nên nhớ một điều, trong kinh có một cái hình ảnh là được đưa ra là nếu chúng ta là một người thương gia, một người thương buôn đi đường, mang theo nhiều cái hàng hóa, của cải, tiền bạc, và nếu bị cướp đến mà cướp đoạt thì nên giao hàng hóa, giao tiền bạc để cho cái sinh mạng được an toàn. Và nếu còn bị đánh đập thì đưa tay chân, đưa tứ chi ra đỡ để bảo vệ mạng sống. Nhưng một khi mạng sống mà bị tấn công mà có thể bị mất mạng đó, thì lúc đó mình nên giữ cái tâm của mình. Giữ tâm của mình làm sao? Ra đi với cuộc đời này, ra đi trong sự thanh thản. Thật ra thưa quý vị, đây là một bài học rất là quý, quý lắm. Dạ, rất là quý. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta không có khéo đó, thì chúng ta rất dễ bị vương vào những cái hệ lụy, vương vào cái hận thù. Bản thân của chúng tôi thưa quý vị, ở trong cuộc đời tu tập đó, thì chúng tôi có trải qua một vài trường hợp mà những cái người cộng sự của mình, những huynh đệ mà mình đã từng một thời gian dài chia sẻ ngọt bùi, hay thậm chí một người em ruột của mình, mà những người đó dùng mọi cách để hại mình, tấn công mình. Nhưng mà chúng tôi nhớ một chuyện trong cuộc sống đó, là nếu chúng ta không có nghĩ đến cái nghiệp quá khứ, chúng ta không nghĩ đến những cái tính cách là hỗn loạn hay là hỗn hợp của cái thiện và cái bất thiện trong cuộc đời này, trong quả quá khứ đó, thì chúng ta rất dễ bị vướng vấp vào trong cái hận thù của cái hiện tại. Quý vị thấy không? Vua Bình Sa Vương thương con lắm. Hồi vua Xà Thế còn nhỏ đó, mà người ta bảo giết thì không giết, mà vua Xà Thế bị một cái bột nhọn trên ngón tay á, mà ai làm gì cũng khóc, và vua đã đưa vào trong miệng của mình nút hết tất cả máu mũi ra. Và khi vua Xà Thế đại nghịch bất đạo sống ngôi đó, nhà vua lại không bắt tội mà giao cả ngai vàng. Vậy mà cũng chưa đủ, vua Xà Thế đã tìm cách để tạo bao nhiêu cái khổ nạn cho nhà vua, thống khổ cho nhà vua đến giây phút cuối cùng. Nhưng mà rồi sao? Rồi nhà vua là một người hiểu đạo, hiểu Phật Pháp. Nhà vua hiểu một điều rằng điều quan trọng của cuộc sống đó là giữ tâm thanh thản. Khi mà còn đi được thì đi kinh hành, ở trong cái cơn đói cùng cực. Và thậm chí khi người ta cắt chân của mình, họ sát muối, họ hơi lửa, nhưng vẫn giữ được thông thản. Tại vì sao? Tại vì ở trong lúc đó, nhà vua biết được một điều, là chúng ta đừng nói đến cái lòng tử tế của mình cho cuộc đời. Mình đòi hỏi là cuộc đời phải tử tế với mình. Đừng nghĩ đến tình nghĩa là cha con. Ồ, mình đối với con tốt, vậy sao con đối với mình? Mình đừng nghĩ rằng tại sao mình là một vị vua, mình có đó được cả thiên hạ, mà tại sao mình lại khổ như vậy? Mình nghĩ những điều đó càng nghĩ càng khổ. Mà cái ý thức của nhà vua là gì? Ý thức của nhà vua là nhà vua biết được, nhà biết được là chúng ta sanh là kẻ thừa tự nghiệp. Mỗi chúng ta sanh ra đời, chúng ta thừa tự cái nghiệp của mình. Và trong cái nghiệp mà chúng ta thừa tự đó, nó có cả nghiệp thiện và bất thiện.
Cái này là cái mà rất khó. Bình thường thì chúng ta nói được, thưa quý vị. Ví dụ trong cuộc sống hàng ngày không có gì đó thì ổ mình nói rằng mình là kẻ thừa tự nghiệp không nói, nhưng mà trong những cái khổ nạn đó mình rất khó chấp nhận. Khó chấp nhận lắm. Dạ, rất ư là khó chấp nhận về việc này. Và mình rơi vào trong một cái tình trạng là mình nuôi dưỡng hận thù, mình oán hận, mình thống trách và phiền não. Để rồi làm gì? Để tự mình làm khổ mình, để rồi mình đi xuống. Thật ra câu chuyện của vua Bình Sa Vương và vua Xà Thế là một bi kịch. Bi kịch rất lớn. Và sau này đó, vua Xà Thế lại là một người quy y Tam Bảo và trở thành một vị vua hộ pháp. Nhà vua lập trong cái tháp Xá Lợi để thờ Xá Lợi Đức Phật. Nhưng mà do cái nghiệp giết vua cha đó, vì sau này nhà vua cũng bị con của mình xóa ngôi và giết một cách thê thảm như là mình đã từng giết vua cha vậy. Chứ là nói chung là như vậy là nhưng mà vua A Xà Thế không có may mắn, mặc dù cũng là một vị hộ pháp, nhưng nhà vua A Xà Thế không phải là vị thánh tu đạo Phật. Và sau khi chết do cái nghiệp giết cha ra đã sanh vào trong địa ngục đồng sôi. Như vậy sau này thì cũng sau đó hết cái thời gian đó thì cũng có một cái sự thành tựu đạo quả vì sao, nhưng đó là câu chuyện tương lai. Thì ở đây câu chuyện của vua Bình Sa Vương đó, chúng ta nhắc lại không phải là chúng ta nhắc về một vở kịch, về một diễn kịch, mà chúng ta nhắc lại để chúng ta thấy rằng trong cái sự trạng tự nhiên chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp đó, thì chúng ta phải hiểu rằng trong cái sự thừa tự nghiệp đó chúng ta có cả hai nghiệp thiện và bất thiện. Có những việc mà chúng ta chỉ thấy trước mắt và chúng ta không thấy đằng sau đó. Chúng ta thấy đời này không thấy đời sau, bởi vì chúng tôi có quen biết với một số người đó, họ hay có cái tính là họ phản ứng về cái vui buồn. Mới nghe câu chuyện đó là có phản ứng, hãy nghĩ câu chuyện họ chỉ nghĩ một mặt thôi chứ họ không chịu nghĩ nhiều mặt. Và nghĩ một mặt thì họ có đủ thứ vấn đề hết. Nhưng mà thưa quý vị, cuộc sống nó chịu kịch lắm. Người ta có nói như vậy là cái gì mà mình thấy biết được về cuộc đời này đó, nó giống như là cái mặt nổi của một tảng băng hà. Quý vị thấy một cái khối nước đá đó, cái phần nổi là rất ít, mà cái phần chìm chúng ta không thấy được rất là nhiều. Cái trước mắt hiện tại chúng ta thể thấy, nhưng chúng ta không thấy được quá khứ. Là một vị thánh tu đạo Phật, là một người con Phật, thì vua Bình Sa Vương đủ khả năng để hiểu rằng mình không phải chỉ thừa tự cái nghiệp thiện mà còn có nghiệp bất thiện. Và trong đời này đó, chúng ta có đủ mọi thứ hết. Khen có, chê có, vui có, khổ có, đặng có, thật có, vinh có, nhục có. Vậy nếu chúng ta nghĩ rằng cuộc sống phải toàn hảo, tôi là như thế này, đáng là tôi phải được như thế này, tôi là thế kia, tôi phải được thế kia, tại sao cuộc đời phụ bạc tôi, tại sao tôi phũ phàng, tại sao tôi bị thế này, tôi sẽ được. Thì những cái thống trách đó, những cái đau khổ đó, nó chỉ làm cho chúng ta khổ thêm thôi. Và thật ra hình ảnh của vua Bimsara ở trong ngục hắc, nó là một cái hình ảnh, cái gì rất là đặc biệt. Quý vị có biết rằng, chúng tôi có một cái kinh nghiệm tôi muốn kể quý vị nghe là mỗi lần mà chúng tôi về thành Hương Xá, chúng tôi đưa Phật tử đến đó luôn luôn, chúng tôi ghé một cái nơi mà người ta gọi là Bimbisara Jail, tức là jail là cái ngục á, cái nhà tù của Bình Sa Vương. Rất là kỳ diệu quá thưa quý vị, ngày hôm nay người ta vẫn còn tìm ra được cái nền nhà tù nơi vua Bình Sa Vương bị giam giữ. Và ở trong đó các nhà khảo cổ đã tìm được một cái cung bằng sắt mà bây giờ còn để ở viện bảo tàng Patna. Khi mà chúng tôi đến đó, có khi chúng tôi kể lại câu chuyện này cho quý Phật tử, và có những lúc chúng tôi đi một mình đó, chúng tôi đứng một cách im lặng, chúng tôi thích những giờ phút đó. Tại vì sao vậy? Nó đưa chúng ta trở về với một cái dòng lịch sử rất xa xưa và một câu chuyện, mà trong câu chuyện đó thắp sáng cho chúng ta một ý thức rằng cuộc đời này nó có cả hai thứ. Nó có quá khứ, nó có hiện tại, nó có khổ, nó có vui, có quả thiện và quả bất thiện. Và những gì mà chúng ta trách móc, chúng ta đòi hỏi, chúng ta kỳ vọng trong cuộc đời này, thật ra đó, nó chỉ là một sự đối đãi rất là hơi hợt ở bên ngoài thôi. Mình bị người khác, họ phản bội mình, họ phù rỉ mình, họ bạc đãi mình, họ làm khổ mình, cũng hẳn là người đó xấu đâu. Mà cũng có thể là do quan trái đời quá khứ xa xưa mình đâu biết.
Những người đó bây giờ họ sinh ra họ làm bạn mình, làm cha mình, làm con mình, làm vợ mình, làm chồng mình, làm anh em của mình. Giờ mình nghĩ, ủa sao mà thân bằng quyến thuộc máu mủ ruột thịt mà hại nhau như vậy? Nhưng mà chuyện đó bình thường thôi. Tại vì thật ra có thể đời này chúng ta thấy như vậy, như đời khác không phải vậy. Nó cái nhân quả thì nó trùng trùng thứ đi. Thật ra khi mà chúng ta hiểu được câu chuyện đó, chúng ta lại thấy rằng nó có một cái khía cạnh khác. Và lời sau cùng chúng tôi muốn nói với quý vị như vậy là vua Bình Sa Vương bị giam trong một cái nhà tù ở giữa thành Phương Xá, ở chung quanh là thần dân, ở trên núi Linh Thứ là Đức Phật. Và chánh hộ về đi trong cung, vua Sạc Thế đi con yêu của mình, mình bị cái khổ như vậy. Thật ra đối với chúng ta, nhiều người, nhiều khi chúng ta cảm thấy rất là chua chát. Tại sao giờ phút này không ai cứu mình hết? Tại sao giờ phút này thiên hạ bỏ mình? Hay thậm chí là chúng ta sẽ nghĩ rằng sao Đức Phật còn, Đức Phật không cứu mình? Nhưng mà chúng ta đừng quên một điều đó là mỗi chúng ta sống bằng nghiệp của mình. Vua Bình Sa Vương đó, vua Bimbisara đó là một vị thánh đệ tử Phật. Vị đó đã hưởng cái gia tài mà Đức Phật cho, đó là được khai thị pháp giảng chứng sơ quả, thì vì đó sẽ vận dụng cái sự giác ngộ của mình để sống, sống đẹp, sống tốt trong những giây phút cuối đời, trong những, cho đến giây phút cuối cùng. Thì điều này đó, thưa quý vị, nó rất khác với cái tâm thái của một số người. Có một lần chúng tôi đi ở Bangkok, và lúc đó thì có Hòa Thượng Chân Trí nữa, thì Hòa Thượng mới nói chúng tôi rằng, Hòa Thượng đi xe nói chuyện với anh tài xế đó. Anh tài xế nói là anh đi chùa lại Phật mà sao anh thấy đi hoài mà sao cuộc đời nó không có khá nổi, và anh không biết là cái niềm tin của mình nó làm sao. Thì chúng tôi nghe về thôi, nhưng mà chúng tôi thấy rằng nhiều khi, thưa quý vị, chúng ta không thấy được là cái gì Đức Phật cho chúng ta và chúng ta vận dụng điều đó như thế nào. Chúng ta nhớ rằng Đức Phật dạy rằng sau khi nghe ai viên tịch rồi, pháp mà Luật Bình Dơ giảng dạy là thầy của các con. Chúng ta phải đặt một câu hỏi rằng trong những cái khổ nạn cùng cực của đời sống đó, thì chúng ta có vận dụng được cái gia tài Đức Phật để lại không? Chúng ta có đem ánh sáng Phật Pháp đó, mà soi rọi những cái góc tối của tâm hồn mình không? Chúng ta có thể đứng dậy từ cái nội lực của mình hay không? Không may cho chúng ta là trong rất nhiều hoàn cảnh đó, thì chúng ta nghĩ đến là mình bị bỏ rơi, bị tha lực, bị không ai thương. Cái chuyện người khác thương mình hay không thương mình đó không quan trọng. Thưa quý vị, thật ra mà nói đó, chúng ta nên nhớ một điều này, là cuối cùng rồi mỗi chúng ta sẽ phải đi qua nhịp cầu sinh tử một mình thôi. Và nếu chúng ta có thói quen sống mà mình nghĩ rằng mình sống rồi phải gạt chân hả miệng tới lửa tắt đèn, phải có người này người kia, tại sao người này bỏ mình, tại người sao thương mình, cái đó chúng ta sẽ khổ. Chúng ta sẽ khổ dài dài. Tại vì sao vậy? Tại vì ở trong rất nhiều cái trạng huống của đời sống, chúng ta nghe câu chuyện vua A Dục, nghe câu chuyện Bình Sa Vương, nghe câu chuyện của vua Ba Tư Nặc và nhiều triều vị đại đế, nhiều nhiều người giàu có, quyền lực khác. Rồi cuối cùng, ở đoàn kết cuộc sống là tiền đó, bạc đó, quyền hành đó, đó vương quốc đó, nó không có một cái vị thế, một cái vai trò gì để xoa dịu cái cơn đau cuối đời. Mà chính mỗi người phải thắp sáng cái ánh sáng trong lòng mình. Cái ánh sáng đó là ánh sáng của đạo, ánh sáng của Phật Pháp. Và mình phải cứu mình ở trong giờ phút đó. Thật ra bài học này là bài học lớn. Nó không đơn giản để chúng ta tiêu hóa đâu. Và có thể là chúng ta nghe câu chuyện này mình bất dẫn. Nghe câu chuyện này mình cảm thấy ghét vua Sạc Thế. Cảm thấy vua Bình Sa Vương. Và mình cảm thấy, ủa tại sao nhà vua là một vị hộ pháp như vậy, là bậc thánh như vậy. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng nhà vua lại chịu cái khổ nạn như vậy. Chúng ta đừng quên một điều rằng, chúng sanh, mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp chính là thai tạng. Nghiệp là quyến thuộc. Nghiệp là chỗ tựa nương cho muôn loài. Thì chính nghiệp phân chia những sự tốt xấu trong đời. Đó là những ý nghĩa mà Đức Phật chúng ta đừng bao giờ quên. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện ở tại đây. Xin được hỏi thưa tập tiên quyền, thì đó có trước máy không?
nếu chúng ta tự nguyện có chức bái sinh, chúng ta hoan hỷ cho biết. Hôm nay thưa quý vị, chúng tôi tự siêu không có mặt ở trong group, do đó chúng tôi nói hơi dài một chút trong ba cái câu chuyện này. Và chắc chúng ta tự nguyện không có ở trước máy. Xin hỏi sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy, xin sư Nguyên Thông dạ thính chúng ta tự nguyện nói cho vài lời trước khi chúng ta đúc kết chương trình hôm nay. Xin kính thỉnh thưa thầy. Thưa tôi tự quyền ơi, thượng tọa có cầm mic được không? Nãy giờ vẫn chưa thấy thượng tọa cầm mic. Nếu thượng tọa tự quyền cầm mic được, xin thượng tọa nói cho vài lời. Mới biết lúc này có nhiều Phật tử ở Việt Nam cho chúng tôi biết rằng những gì vào phao thuốc hay khó là bị đứt truyền ở Việt Nam không được ổn định lắm. Chị Tăng cũng vậy, có những ngày vào rất tốt, có những ngày mà không vào tốt được, nên chúng ta cũng thông cảm. Có đôi lúc có mặt nhưng mà rồi cầm mic lại không có không nói được. Thế thì thượng tọa tự quyền không có cầm mic được rồi, xin thỉnh sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông quan hỷ nói cho vài lời rồi sau đó chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ sẽ nói vài lời về bài học hôm nay. Và con xin kính cảm ơn Sư Phụ Tuệ Quyền có ý đã muốn nhường cho con nói chuyện hôm nay. Kính thưa Sư Phụ, cái bài học hôm nay là bài học rất là quý báu và con rất là tri ân Sư Phụ, cũng như con đã post trên bài là Sư Phụ đã giảng dạy bài này để cho chúng con tu học. Là bởi vì trên thế gian này mà chúng ta được tiếp cận đến giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cái điều quan trọng nhất mà chúng ta được học đó là cái nhân quả. Là bởi vì trên thế gian này, nếu mà chúng ta không có mà làm cái gì cả thì chúng ta không có mặt trong trần gian này, là bởi vì do có làm nó sanh ra những cái nghiệp, và mà cái nghiệp đó là nghiệp thiện và ác. Và bất kỳ cái nghiệp gì mà chúng ta làm thì chúng ta phải có mặt trên trần gian này để lãnh cái quả báo của cái nghiệp đó. Ngoại trừ khi mà chúng ta chứng được A-la-hán thì tất cả những sở hành của chúng ta, thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta bằng cái tâm duy tác, thì lúc đó chúng ta sẽ không có cái nghiệp quả. Là những người mà có tâm duy tác đó là phải là những người từ A-na-hàm đến A-la-hán mới có thể sử dụng được cái tâm duy tác. Vì vậy cho nên kính thưa Sư Phụ và Đạo Tràng, chúng ta rất là may mắn, rất là may mắn. Và con nhìn trong cái những người mà con đã nhìn thấy trong này đều là những người có mặt hàng ngày đều đặn trong room và nghe pháp trong room. Cái quan trọng của chúng ta là nghe pháp và tư duy để mà hiểu cái giáo pháp đó, thì nhờ cái nghe pháp đó chúng ta thâm nhập được cái giáo lý của Đức Phật. Mà nhờ cái thâm nhập nhiều thì cái giáo lý đó nó ở nằm trong tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta đã thâm nhập cái giáo pháp đó thì chúng ta sẽ trở thành một cái người hiền thiện, tức là cái người mà lánh những ác bất thiện pháp. Và nếu làm, nói hay là tư duy thì đều là khởi tâm bằng những cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Và đó là lời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy. Và Ngài giảng dạy trước cái bài pháp mà trước khi Ngài viên tịch đó, thì Ngài mới giảng giải rằng các hành là vô thường. Các con, tức là đệ tử của Ngài là Đức Phật, đã nói thì chúng ta hãy cố gắng hiểu biết là tất cả các hành là vô thường và mang đến cái đau khổ cho chúng ta do cái quả báo của nó. Và kính thưa Sư Phụ, vì vậy cho nên
Những người mà con nhìn thấy trong cái room này là hàng ngày đều có mặt và lắng nghe và giáo pháp. Và may mắn cho chúng con thì có những vị thầy như là sư phụ và sư bác cùng những chư tăng trong này đều là những người mà thông suốt giáo pháp và đã truyền tụng lại giáo pháp mà Thế Tôn đã dạy cách đây hơn 2.565 năm, để cho chúng ta còn có thể tiếp cận được giáo pháp của Thế Tôn, và chúng ta còn có thể tư duy và hành theo để mà làm sao để mà chúng ta, nếu còn sống trên trần gian này, là chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Và những cái quả báo mà chúng ta làm thì cái ác bất thiện pháp nó sẽ biến mất lần lần đi, và những cái thiện pháp sẽ có những cái thiện báo đến, thì chúng ta sẽ sống hạnh phúc trong trần gian này. Và trong cái process, tức là trong cái vận hành đó thì chúng ta tu hành theo Đức Phật đã giảng dạy. Đức Phật giảng dạy có hai bài pháp, một bài là Samatha, tức là thiền định để chứng sơ nhị tam tứ thiền và có thể có những thần thông. Và cái bài pháp thứ hai là bài thiền tuệ, tiếng Pali gọi là Vipassana, để quán thân thọ tâm pháp. Quán thân thọ tâm pháp để thấy rằng cái body này của chúng ta này là nói là nói gì vậy, nhưng mà nó không phải là của ta là tự ngã của ta. Và tất cả cái body và thân thọ tâm pháp đều là vô thường, đều là biến hoại. Tại sao nó vô thường? Kính thưa chư vị, bây giờ thì con là 83 tuổi rồi. Thì mặc dầu thân thể còn khỏe mạnh nhưng mà có những cái bệnh là bệnh quên. Nói cái gì thì nó không có đầy đủ, và để cái gì thì không còn nhớ. Vì vậy cho nên tất cả những điều mà Thế Tôn giảng dạy chúng ta, thì chúng ta khi nghe như vậy thì không có quán sát rõ, cho nên không có hiểu thấu hết. Nhưng mà càng hiểu thấu hết thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật là một người mà đã tu hành theo cái giáo lý là 20 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất. Một A Tăng kỳ tức là cái từ ngữ A Tăng kỳ tức là nói là một cái số lượng mà cái trí tuệ con người không thể biết được, không thể đếm biết bao nhiêu. Thì cái số lượng mà không thể đếm biết bao nhiêu đó thì có những cái từ ngữ khác như là cát sông Hằng hay là cát sao mạng. Thì 20 A Tăng kỳ như là 20 cái cát sông Hằng hay là 20 cái hoạt cát của 20 cái sa mạc đó. Thì Đức Phật Thế Tôn đã tu hành là 20 đời sống của 20 hạt cát, 20 cái sa mạc, cái hạt cát của 20 đó là biết bao nhiêu. Cho nên chúng ta không thể nào biết được là Ngài đã tu hành là nó lâu lắc như thế nào mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Và 100.000 đại kiếp trái đất, một đại kiếp trái đất như là cái trái đất mà ta đang sống ở đây thì chứa được 5 cái vị chánh biến tri. Mà từ vị chánh biến tri này đến chánh biến tri khác thì cái khoảng cách đó không có nhất định. Nhưng mà chúng ta có thể nói theo cái kinh sách để lại là 5 tỷ năm đến 20 tỷ năm. Thì chúng ta thấy biết là một cái trái đất thì nó cái đời sống của trái đất nó là lâu xa như vậy. Mà 100.000 đại kiếp trái đất. Vì vậy cho nên một người mà chứng quả vị như Đức Phật, mà ta gọi là Đức Phật toàn giác hay Đức Chánh Biến Tri đó, thì một người là cái hiểu biết vô cùng. Ngài hiểu biết có thể nói là cái gì cũng biết một cách sâu xa. Vì vậy cho nên có một lần Đức Phật đi ra cái khu rừng, mấy ngài mới giơ tay giói vuốt một cái cành cây, thì ngài mới hỏi đệ tử này: chư tỳ kheo, các con thấy rằng nắm lá trong tay của Như Lai và lá ở trong rừng, cái nào nhiều là cái nào ít? Thì Đức Phật hỏi như vậy, chư tỳ kheo mới nói rằng: dạ thưa Thế Tôn, nắm lá trong tay của Như Lai so với nắm lá trong rừng thì nó quá ít, không thể biết là ít bao nhiêu. Đức Phật bèn nói rằng: này chư tỳ kheo, những điều mà Như Lai biết là cũng như lá ở trong rừng, mà những điều mà Như Lai dạy cho các con chỉ là nắm lá trong tay. Tại sao vậy?
Bởi vì những điều chúng Như Lai biết đó, mà nếu mà Như Lai dạy cho con như nắm lá trong rừng, nó có những cái không cần biết để biết, mà những điều mà Như Lai dạy cho các con là những điều các con phải biết, phải học, vì nó đem lại cho lợi cho các con, đem lại hạnh phúc cho các con, vì con đem lại cái sự trường tồn. Chúng ta các con sẽ mãi mãi là sau khi mà đắc pháp, đắc đạo quả rồi sẽ không còn sanh tử luân hồi nữa. Vì vậy kính thưa chư vị, chúng ta rất may mắn là được biết, được học giáo pháp của Thế Tôn. Dạ, vì vậy chúng ta phải trân quý pháp, quý trọng pháp, quý trọng tăng và quý trọng chư Phật. Dạ kính thưa sư phụ, con xin thấy hết giờ rồi, con xin trao mai lịch cho sư phụ để sư phụ kết thúc cái buổi giải hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Dạ có lẽ là sư phụ bận rồi, xin mời MC Nhật Quỳnh. Ok. Dạ quý vị có nghe được không? Dạ sao quý vị nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, rất là cảm ơn sư Nguyên Thông. Chúng tôi trước khi kết thúc chương trình hôm nay đó, xin nhắc quý vị là dù quý vị ở Việt Nam hay ở Mỹ, ở bất cứ nơi nào, lúc này thì nên cẩn thận với COVID. Ngay cả chúng ta đã chích 3 mũi vaccine rồi, ngay cả chúng ta bị nhiễm COVID rồi, thì cái việc nhiễm COVID vẫn có thể lặp lại. Ở tại chùa Pháp Luân đó, thì trong tuần lễ vừa qua chúng ta có 3 cái đám tụng kinh cho 3 người chết vì COVID, và có hơn 10 Phật tử mà chúng tôi được biết xa gần đó là bị nhiễm COVID. Cái bức nhiễm nó lan nhanh kinh khủng lắm, nên chúng ta cẩn thận, cẩn thận cho mình và cẩn thận cho những người xung quanh. Có lẽ thứ gì bởi vì đại dịch kéo dài quá lâu và chúng ta đã quá quen rồi, do đó chúng ta trở nên chai lì. Chúng ta chịu khó mang khẩu trang, mà loại khẩu trang tốt như là N95 hay là K94, khẩu trang vải không thấm gì hết. Thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách, tránh bớt đi những chỗ đông người. Chỗ nào càng đông người càng nên tránh bớt. Tại vì thưa quý vị, chúng ta không có biết được bây giờ sự lây nhiễm rất là nhiều. Mong rằng quý Phật tử cố gắng để cùng nhau vượt qua đại dịch này. Xin được đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Và ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình tương ứng và bị giảng sư Nguyệt. Xin hẹn gặp lại tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay, cũng như nhắc nhở chúng con về bệnh COVID. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, cảm ơn ông Lan Trang Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn đạo tràng, cảm ơn sư đã cho con biết được tín hiệu. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tâm trí, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ông đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính tri ân quý ngài Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hãy subscribe.
Sapa diva ta sapa tamma rupa ve
Thank you.